Giang ơi, già làng hiền lành như vậy, tại sao lại con người tàn nhẫn giết chết ông ấy chứ? Tôi nghĩ già làng không phải bị người ta giết đâu. Nếu không ai giết, sao ông ấy lại chết? Già làng bị con ma cắn á. Ma cắn? Ghê quá. Không lẽ trên cổ già làng là vết răng ma trong truyền thuyết? Anh Kỳ Phương, Kỳ Phương em nói nghe nè. Kỳ Phương, Kỳ Phương, sao bữa nay anh ngủ nướng như vậy? Dậy đi. Trời ơi Kỳ Phương, giờ này còn ngủ nữa. Mọi khi anh đâu có dậy trễ dữ vậy. Dậy đi Kỳ Phương. Kỳ Phương, 7 giờ rồi đó, 7 giờ rồi đó. Hay. Tỉnh chưa, tỉnh chưa? Sao vậy? Hồi lên đây tới giờ, bữa nay là ngày anh dậy trễ nhất luôn đó. Ủa, sao anh lại ngủ ở đây? Đây là phòng anh không ngủ đây chứ ngủ đâu? Không phải. Anh nhớ hôm qua anh không có ngủ trên giường. Mà sao cái đầu của anh tự nhiên Nó mụ mị quá. Không ngủ trên giường là sao Kỳ Phương? Sao vậy? Nè anh bị gì? Hình như hồi tối hôm qua anh gặp ma hay sao á? Gặp ma là sao? Tối hôm qua vậy Kỳ Phương, ý anh là con ma xó nó cứu anh xong rồi nó đưa anh vô trong rừng? Đúng rồi, anh nói thiệt. Anh tưởng em là con nít hay sao mà anh nói về mấy chuyện đó? Anh nói thiệt mà, anh không có nói xạo đâu. Cũng may là nhờ con ma nó cứu anh, chứ nếu không thì anh đã lộ thân phận trước mặt ông Quân Bảo và ông Mảnh rồi. Sao anh gạt em vậy Kỳ Phương? Cái gì? Anh nói với em là mình không bứt dây động rừng, mà anh một mình đi cứu mấy con thú đó. Tại sao anh không rủ em? Trời ơi Lan Trinh ơi, anh không có gạt em. Chỉ là anh không muốn em gặp nguy hiểm nên anh mới đi một mình thôi. Anh không muốn em gặp nguy hiểm, vậy anh gặp nguy hiểm thì được hả? Anh có biết đối với em á, anh vừa là đàn anh, mà vừa là bạn, là đồng đội. Mình đồng cam cộng khổ mà. Sao bây giờ anh một mình đi làm nhiệm vụ như vậy? Hay là anh nghĩ rằng em không có năng lực, em vô dụng, không làm được việc cho anh, đi theo mất công vướng tay vướng chân, rồi phá chuyện của anh nữa? Lan Trinh à, anh không có ý đó. Anh chỉ muốn, anh là chỉ lo cho em thôi à. Anh nói thiệt mà. Kỳ Phương à, được rồi, ok, cứ coi như là anh lo cho em đi. Nhưng cái chuyện mà anh bịa ra, anh nói là con ma nó cứu anh á, là sao? Anh nói thiệt mà, anh không có bịa. Sự thật là con ma nó cứu anh mà. Em nói với anh rồi mà. Anh nhớ hồi đó em nói với anh là cái nhà này có con ma, mà anh không tin em. Bây giờ anh tin chưa? Vô đi. Không làm phiền hai người chứ? Không, đâu có phiền gì đâu. Hai người nói chuyện gì mà say sưa quá vậy? Bích Hằng nghe có đường không? Tụi chị
có chuyện tình cảm với lại công việc chắc em nghe không hiểu đâu. Ủa mà em kiếm tụi chị có chuyện gì không? À, tại vì sáng mà không thấy hai người xuống ăn sáng cho nên em lên gọi thôi. À, ăn sáng, kêu xuống ăn sáng. Ờ, anh xin lỗi nha, anh để ba của em với lại em chờ. Anh ngại quá à. Không mấy em với Lan Trinh cứ xuống trước đi. Anh rửa bằng cái anh xuống liền. Cảm ơn em nha. Rửa mặt cho tỉnh táo đi ho. Trong cuộc sống hàng ngày, già làng có gây thù oán với ai không? Hoàn toàn không. Già làng năm nay đã gần 100 tuổi rồi, đức cao vọng trọng, mọi người trong làng rất kính trọng và quý mến ông, coi ông giống như là cha mẹ, yêu thương còn không hết, lấy đâu ra chuyện thù oán. Vậy tài sản của ông ta có nhiều không? Già làng không vợ không con, chủ yếu là ông ta sống nhờ vào phúc lợi của nhà nước và dân bản yêu mến đem tới, thì không thể nói giàu có được. Hơn nữa tại hiện trường vụ án không có dấu hiệu cướp bóc, mọi vật dụng vẫn còn nguyên. Xem ra vết thương của già làng cũng giống như là lời đồn của mọi người đồn đoán, là bị quỷ cắn chết. Quỷ à? Qua dấu răng trên cổ của già làng có thể nói là như vậy. Nhưng là quỷ hay là cái gì phải chờ kết luận của pháp y. Các anh đã có kết quả xét nghiệm ban đầu chưa? Đã có. Nguyên nhân tử vong, nạn nhân bị đông máu chết. Đông máu? Tôi cũng có nghe dân làng nói bị quỷ cắn chết cũng xảy ra hiện tượng như vậy. Chẳng lẽ chuyện bị quỷ cắn chết là có thật? Làm sao cứu tụi nó bây giờ? Tụi nó đã bị cắt cổ hơn phân nửa rồi. Tội nghiệp quá à. Đã vậy, thầy Mo và anh Kỳ Phương cũng không mở được cửa nữa. Mà con hết cách rồi, bây giờ phải làm sao đây? Nè, hai thằng mày đem con khỉ ra đây cho tao. Dạ. Dạ. Bé Tâm, con khỉ của chú quỷ mà, sao lại bị bắt vô đây vậy? Anh Mạnh, bộ bữa nay ông chủ đã món ốc khỉ thiệt hả? Ông chủ có khi nào nói giỡn không hả? Hỏi gì cũng hỏi. Nhưng mà giặt đầu con khỉ mút ốc ăn em thấy ghê ghê làm sao? Thấy mọi người ai cũng háo hức lắm, không biết có ngon không ta? Muốn biết không? Hai thằng bay kiếm con khỉ y chang vậy nè, giặt đầu ăn thử đi rồi biết. Lại nhảy, nó nhiều quá, đem về nhà lớn cho tao. Ông chủ đang chờ đó. Dạ. Dạ. Cẩn thận đó. Để con khỉ sống mà mút từng muỗng ốc ăn là sao? Như vậy là sẽ đau lắm, bé Tâm chịu không nổi đâu. Bây giờ phải đi báo với chú quỷ ngay thôi. Nhưng mà không được, bây giờ mà mình vô rừng xong rồi trở ra lâu lắm, lúc đó bé Tâm bị ăn hết ốc thì sao? Bây giờ mình phải ở lại cứu bé Tâm trước. Đúng rồi, không được không được, không được để cho người ta ăn thịt bé Tâm. Đúng là ông vua đừng có khác, toàn là đặc sản quý hiếm không. Hôm nay đúng là được mở rộng tầm nhìn, đàn em này xin chấp tay bái phục. Mọi người quá khen rồi. Tuy nhiên, để thỉnh các quý ông từ Sài Gòn hạ cố tới Tư Dinh, quân bảo này
phải làm sao coi cho được chứ. Vậy thật là quý quá. Ông có thể giới thiệu cho tụi này biết những món này là như thế nào đây? Không có gì là ầm ĩ hết. Tiểu đệ đây đãi các đại ca mượn tạm bát trân của cung đình ngày xưa để đãi mọi người. Bát trân? Bát trân? Có thiệt không đó? Tôi không tin là ông có thể tìm đủ bát trân để đãi tụi này đâu. Không tin, quý vị hãy thử hai món đầu tiên. Món này không phải là nem công chả phượng, thì tiểu đệ này nguyện lấy cái đầu để cho mấy đại ca ngồi. Xin mời. Mời ông. Dạ. Để có được món nem ngon như vậy, các đầu bếp của đệ phải giả mịn thịt đùi công, cho lên men vi sinh với riền, tỏi, tiêu. Món này không dễ kiếm đâu. Mấy huynh phải ăn nhiều một chút. Thật là hương vị rất là đặc biệt, rất là ngon. Lần đầu tiên tôi mới thưởng thức đó. Xin mời. Mời. Cảm phiền. Mời anh. Cảm ơn. Vậy còn món này là món gì? Món này là món thứ tư trong bát trân. Bàn tay gấu. Bàn tay gấu sao? Gấu. Quý lắm nha. Bàn tay gấu nhúng mỡ đun sôi đúng 100 lần để làm lông, rồi mới được nấu với nhiều vị thuốc bổ quý hiếm. Món này nấu đúng 3 ngày 3 đêm đó. Đúng 3 ngày. Wow, đúng là mở mang tầm nhìn mà. Món ăn này á, quả là có 1 không 2. Mọi người cứ ăn nhiều vô đi. Không á là uổng công của quân bảo đó. Đúng rồi. Wow. Đây. Đây. Wow. Đây. Đã. Cảm ơn. Cảm ơn. Xin mời. Ngon. Ngon. Lạ. Tiểu đệ còn một món nữa. Nếu như các huynh mà không ăn á, mới phí cả đời người. Vậy món gì đặc biệt vậy? Món gì vậy? Món gì vậy? Món gì chân vậy? Dồi. Chân dồi. Chân dồi. Sao dồi dồi? Đúng hơn á là gân chân của dồi. Không dễ kiếm đâu. Mọi người cùng thưởng thức nào. Mấy cái người này tàn nhẫn độc ác quá. Giết hại thú rừng xong rồi ăn nhậu hả hê vậy đó. Em chịu hết nổi rồi. Em phải báo công an bắt họ mới được. Em làm gì vậy? Chị. Núp xuống. Bây giờ không nên bứt dây động rừng. Vì trừng trị bọn người độc ác này, anh đã có kế hoạch hết rồi. Nhưng mà anh nhìn đi, anh không thấy mấy người đó hả hê vậy hả? Em nhìn em khó chịu lắm. Thật ra những món mình thấy, nem công, chả phượng, tay gấu đó, là những món mà ông quân bảo đã dự trữ trước khi chúng ta tới đây mà. Bởi vì em cũng đừng nên tự trách mình nữa. Chuyện bây giờ phải làm như thế nào để cứu được con khỉ đáng thương kia kìa. Không hiểu sao luôn. Chuyện giả man vậy cũng làm được nữa. Nhưng mà đông người như vậy làm sao cứu được nó giờ? Em nghe đây. Gì? Các huynh, tiểu đệ còn một món vô cùng đặc biệt nữa muốn đãi các huynh. Món gì mà đặc biệt như vậy? Ốc khỉ. Ốc khỉ? Ốc khỉ? Ốc khỉ sao? Ăn sống luôn hả? Ghê vậy? Có gì đâu mà ghê. Để đệ dùng dao phạt ngang đầu của nó. Ghê vậy? Xong rồi mình múc ăn. Ghê quá vậy? Ăn sống luôn. Dù sao cũng cảm ơn mày đã giúp cho bữa tiệc của tao thêm phần thịnh soạn. Ai vậy? Sao vậy? Chủ gì vậy? Có sao không sao? Điện vậy? Điện vậy? Chủ chắc là cướp cầu dao. Đi kiểm tra thử coi. Dạ. À quan đâu? Thắp đèn dầu lên. Không có chuyện gì hết. Mọi người cứ việc ngồi yên đó đi. Không sao. Bất khứng. A Quang,
Làm cái gì mà chậm chạp vậy? Các đại ca cứ bình tĩnh, thằng lính đi kiểm tra rồi. Ờ. Quân báo, con khỉ đâu rồi? Ờ. Ủa, con khỉ đâu? Ờ. Con khỉ đâu rồi? Con khỉ đâu rồi? Con khỉ đâu? Mạnh. Dạ, ông chủ. Con khỉ của tao đâu? Chỉ cho đi tìm, dậy lên. Dạ. Đây. Đủ ăn hại. Sao kỳ vậy? Trời ơi, ai tháo chuột con khỉ vậy? Sao tôi biết? Đủ ăn hại. Mai Trâm. Dạ. Trong mi la lắm. Làm gì mà ngồi như người mất hồn, còn cười tâm tim nữa. Mà nó bắt mi ha. Con đâu có cười. Chắc là cô qua mắt rồi đó. Ta không qua mắt. Ta thấy rõ ràng mi ngồi cười tâm tim. Cười chuyện gì? Nói ta nghe. Con đâu có cười đâu. Cô ơi, hay là cô cho con xuống suối lấy nước nha cô. Con thấy nhà mình cũng sắp hết nước rồi đó. Ta mời gùi về được 2 chùm. Hết đâu mà hết. Vậy cô cho con ra bìa rừng, con kiếm củi, rồi con hái ít rau rừng về ăn. Củi con nhiều, không cần lấy nữa. Mi à, đừng có dơ trò. Ta không mắc lừa mi đâu. Con đâu làm gì đâu mà cô nói là cô mắc lừa con chứ. Đừng tưởng ta không biết. Mi định dơ trò để đi hẹn hò với Đông Quân đúng không? Hẹn hò đâu mà hẹn hò. Không hẹn hò thì đi vô nhà, không có đi đâu hết á. Mà cô ơi, cô có đoán được chuyện gì không? Đoán chuyện gì? Thì tại sao già làng lại chết đó? Theo cô thì ai đã giết già làng? Quỷ rừng. Quỷ rừng? Ai cũng nói như vậy hết. Nhưng tại sao quỷ rừng lại giết qua người vô tội? Chuyện này à, mi không đi hỏi thầy Mo, mi hỏi ta, làm sao ta biết? Đúng rồi, tại sao con lại không đi hỏi thầy Mo? Con đi nha cô. Mày đi đâu đó? Dạ con qua nhà thầy Mo. Không được kiếm cơ, hẹn hò Đông Quân nghe chưa? Dạ. Mai Trâm. Em phải công nhận là chuyện hồi tối hôm qua anh nhanh gọn ghê luôn á, không để lại một dấu vết nào. Em đừng hiểu lầm, chuyện hôm qua
không phải là do anh làm đâu. Nè, với em mà anh còn giấu như vậy á hả? Chẳng phải lúc trước anh nói với em là muốn ngăn chặn ba em không cho giết đám thú rừng và cả con khỉ sao? Đúng vậy, anh không muốn nhìn thấy ba của em sát hại động vật thú rừng, bị liệt vào sách đỏ cần được bảo tồn như vậy. Anh là phóng viên báo vì môi trường, khỏi phải nói, em cũng biết là anh bị bệnh nghề nghiệp rồi mà. Nhưng em đã đọc rất rất là nhiều bài báo của anh, em hiểu anh là người như thế nào mà. Thú thật, ngay từ đầu anh và Lan Trinh cũng đã có kế hoạch rồi. Nhưng mà 10 phút nữa em hãy tới chỗ cầu giao điện tổng trong nhà cúp điện cho anh, rõ chưa? Ôi, anh định làm gì vậy Kỳ Phương? Không được đâu nha, nguy hiểm lắm đó. Giải cứu được con khỉ đang bị nhốt trong lòng kia chứ làm cái gì. Bên ngoài nó đông người như vậy, làm sao mà anh cứu nó được? Anh đã quan sát kỹ, chỉ cần em cúp điện là toàn bộ khu hoa viên sẽ tối đen. Đa phần khách ở đây là người thành phố lên nên chưa quen địa hình, chắc chắn sẽ có một sự hoang mang, hoảng loạn. Lợi dụng lúc đó, anh sẽ đi tới và mở lòng giải cứu con khỉ đó. Kế hoạch này đau tim quá, làm sao mà anh làm được? Anh không làm gì hết, sau khi thoát khỏi cái lòng đó, con khỉ tự biết làm gì. Được không đó? Sợ gì? Chưa thử làm sao biết được. Em không thấy con khỉ nó rất là đáng thương hay sao? Không lẽ bây giờ anh với em ở đây chứng kiến cảnh con khỉ nó chết? Không. Không thì đi làm đi. Cẩn thận đó nha. Đi làm đi. Nhớ cẩn thận đó. Ừ. Lan Trinh này thiệt tình, dặn 10 phút mới cúp, chưa chuẩn bị gì hết tự nhiên cúp điện rồi, giờ làm gì vậy? Làm sao bây giờ? Làm cái gì mà chậm chạp vậy? Các đại ca cứ bình tĩnh, cho thằng lính đi kiểm tra rồi. Ủa, Bảo, khỉ đâu rồi? Ủa, con khỉ đâu rồi? Được kìa. Chắc là ai mở đó hả? Đúng rồi, con mở mới thoát chứ. Mạnh, con khỉ của tao đâu? Anh nói thiệt hả? Anh đem danh dự của một người làm báo ra thề với em đó. Vậy ai là người đã cứu con khỉ? Đây cũng là một câu hỏi mà chưa có lời giải đáp. Quân Bảo, ông đã tìm ra được người phá bệnh mình chưa vậy? Tôi cũng đang điều tra. Hôm qua tôi nghe đám đầu bếp nói xì sầm là nhà ông có ma đó, và lại tồn tại một lời nguyền bí ẩn nào đó, đúng không? Các ông đừng có nghe những lời đồn nhảm nhí nữa. Nhà này âm khí hơi nặng à, nó âm u lắm, nó lạnh lạnh sao. Đây là giữa rừng, các ông có cảm giác lạnh là đúng rồi. Nhưng mà các ông thấy ơn ơn lạnh cũng phải, bởi vì quản gia nhà tôi có hoàng một cái quan tài trong nhà tôi. Quan tài? Trời ơi. Ừ. Sao ông lại cho quản gia hoàng cái quan tài trong nhà vậy? Để ông nuôi một con ma xó. Hả? Ma xó? Ma xó? À, đúng, một con ma xó. Tại sao vẫn chưa chôn xác nó? Để nó làm gì? Tôi muốn xin một điều. Nói. Tôi muốn nuôi một con ma xó. Nuôi ma xó? Để làm gì? Tất cả gia đình và người thân của tôi đã chết trong trận hỏa hoạn. Tôi sống một mình sẽ cô độc lắm, cho nên tôi muốn nuôi một con ma xó để nó giữ nhà, cũng như là bầu bạn. Nuôi ma xó từ cái xác chết này sao? Đúng. Ma xó? Từ nào giờ tôi không tin vào ma quỷ, toàn là trò mê tín gì đó. Chuyện bùa ngải với ma quỷ không nên xem thường.
tôi chưa bao giờ chạm mặt con ma xó của lão, nhưng tôi cảm nhận được hình như có một hồn ma đang giấc dưỡng, cứ lẩn khuất ở trong nhà tôi. Chuyện xảy ra đêm qua càng khiến tôi tin nhà này thật sự đang tồn tại một con ma. À, chỉ là chuyện hôm qua nó xảy ra là do con ma xó nó làm đó, phải không? Mấy chuyện ma quỷ này rất là khó nói, thà mình tin lầm còn hơn bỏ sót. Nè, tôi có quen một pháp sư rất là lợi hại, chuyên bắt ma quỷ. Nếu ông cần á, tôi sẽ giới thiệu cho ông. Ông ta rất là cao tay ấn. Thật sao? Thật, 100%. Ông ta chuyên bắt ma quỷ về để làm âm binh. Tôi nè, tháng nào cũng tới xin âm binh của ông ta để về làm ăn, rất là linh nghiệm. Nhưng nhà của tôi xa như vậy, liệu ông có đến không? Người ta làm thầy cũng vì tiền, chỉ cần ông trả cao một chút thôi là người ta đi liền chứ gì. Đúng rồi. Vậy nhờ ông bạn giúp đỡ. Đã đến lúc tôi phải tận diệt cái bóng ma đó ra khỏi nhà của tôi. Ông cứ yên tâm đi, tôi á là mối ruột của ông ta, nhất định á tôi sẽ thuyết phục ông được. Ôi Giang ơi, nhất cái đầu mỗi cái tay. Cậu ơi. Dạ. Rắc rối quá, tôi không hiểu gì hết, hay là cậu viết giùm tôi đi. Dạ. Vậy chú làm ơn đưa chứng minh cho con, rồi con viết giùm cho chú nha. Chứng minh là cái gì? À, dạ, chứng minh là giống như vậy. À, hiểu rồi. Dạ. Nhưng mà tôi không có mang theo. Vậy phiền chú về nhà lấy, rồi đem lên đây, con sẽ ghi cho chú. À, vậy bây giờ tôi về nhà liền. À, khuya nay lên đây cậu viết giùm tôi nghe. Ủa, sao khuya nay mới đem lên lần chú? À, nhà tôi ở cuối bán, mà chân tôi thì ngắn, đi tới khuya mới lên tới. À, thôi, vậy để ngày mai đi, chú đem lên rồi con ghi giùm cho chú. À, vậy thì cảm ơn cậu nhiều lắm. Dạ. 5 giờ sáng mai là tôi tới đây, cậu viết giùm tôi liền. Dạ, giờ nó sớm quá, tụi con chưa làm việc, 7 giờ tụi con mới làm việc lận. À, vậy tôi ở ngoài chờ cậu cũng được. Dạ, thôi vậy cũng được đó chú. Ôi Giang ơi, cậu tốt quá. Dạ. Cảm ơn cậu. Dạ. Nha. Dạ, cảm ơn cán bộ tôi nha. Dạ. Chào chú. Nhớ ngày mai lên nghe chú. Ờ, Kiên nè. Dạ. Nãy em làm việc rất tốt. Dạ, anh nói sao à? Thì lúc nãy đó, em tận tình chỉ cho dân như vậy, à, thì mới được dân yêu, dân quý. Mấy người dân ở đây rất tội và đáng thương. Với lại, em cũng học hỏi từ anh mà. Thôi, không có gì, em xin phép về bàn làm việc. Ừ. Chú công an ơi, chú công an ơi, cứu tôi với. Chuyện gì vậy cô Cathy? Dạ, con của tôi bị bắt cóc rồi. Cứu cái tôi gì? Ơi. Bắt cóc hả? Dạ. Ai bắt cóc con cô? Dạ, tôi không biết. Chuyện là vậy nè. Mẹ ơi, cha về chung mẹ. Cha của My chưa có về. Khổ thân tôi, có người chồng nhậu nhẹt cờ bạc về đánh đập vợ con. Sao mà số tôi khô dữ vậy nè. Mẹ ơi, con nhớ cha quá mẹ ơi. Nhớ nhớ cái gì? Bệnh mà không lo. Nè, ngồi dậy uống thuốc cho mau hết bệnh, mai đi đây với mẹ. Con nằm xuống ngủ đi. Cô bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó mà. Tôi không có bình tĩnh được đâu.
mất đứa con này á, tôi không có sống nổi. Chồng tôi mà đi làm về nó không thấy, chắc là nó giết tôi chết. Thôi được rồi, cô bình tĩnh. Chúng tôi hứa cố gắng sẽ tìm lại con cho cô. Dạ. Kiên. Dạ. Chúng ta đi. Đi đâu chú? Đi xuống hiện trường. Dạ. Dạ đúng rồi. Đi, đi chị. Em đã kiểm tra chốt cửa, không có dấu hiệu cậy khóa, cũng không có dấu hiệu đột nhập. Vậy kẻ gian đột nhập bằng cách nào? Không lẽ đứa bé bị bốc hơi sao? Vậy không lẽ con của tôi bị quy bắt thiệt rồi? Cô Cathy, cô bình tĩnh lại, chúng tôi sẽ tìm con cho cô. Bây giờ cô hãy kể lại, tối đêm qua cô thấy có gì lạ không? Dạ không có gì lạ hết. Tôi giật mình thức dậy sau cái tiếng chén bể. Cái chén bị bể? Sao đến hiện trường chúng tôi không thấy? Dạ, trước khi báo án tôi đã dọn cái chén đó rồi. Lẽ ra cô phải giữ nguyên hiện trường rồi hãy đến báo cho chúng tôi. Dạ, tôi xin lỗi, tôi không có biết. Thôi được rồi, đừng trách cô ấy. Cái chén bể chỗ nào, chúng ta có thể dựng lại hiện trường. Dạ, ở góc giường. Cho uống thuốc xong tôi để cái chén ở đó. Tôi nghe cái chén bị bê, tôi giật mình thức dậy. Con đường duy nhất mà kẻ gian có thể đột nhập vào nhà là ngay cánh cửa này. Nhưng có một chi tiết rất là lạ, xung quanh ngay cánh cửa này lại không có dấu chân. Vậy có thể là kẻ gian rất là ốm và nhón chân rất là nhẹ, trọng lượng cơ thể không đủ để in lên mặt đất. Không thể nào. À, cô Cathy. Dạ. Gia đình của cô có gây thù chuốc oán với ai không? Dạ, gia đình của tôi không có gây thù chuốc oán với ai hết. Cathy ơi, Cathy. Cathy ơi, tìm được con của My rồi. Hả? Đi, đi, đi. Không biết nó bị gì nữa, có khi nào bị quỷ bắt không? Con ơi, con ơi, con. Con ơi. Thằng bé quá. Con ơi, con. Con ơi. Con ơi, con làm sao vậy con? Con ơi. Anh, thằng bé chết thảm quá. Giữ nguyên hiện trường, ghi báo cáo lại cho tôi. Dạ, em biết rồi. Con ơi, đừng bỏ mẹ mà con. Con ơi. Kiên. Dạ. Cậu ghi xong báo cáo chưa? Việc này quá nghiêm trọng, nằm ngoài khả năng của chúng ta, cần phải báo cáo về huyện để hỗ trợ điều tra. Nhưng mà em nghĩ ở trên huyện có xuống thì mọi chuyện cũng đã xong hết rồi. Bà Cathy cương quyết không cho khám nghiệm tử thi, còn nằng nặc đầu quả tán, manh mối không còn, e là khó tìm ra hung thủ. Nhưng mà theo em nghĩ, hung thủ không phải là người đâu. Hung thủ không phải là người, vậy là ai? Là một con quỷ mà mọi người hay đồn. Cậu mà cũng tin vô mấy lời đồn nhảm đó sao? Một người nói thì em không tin, nhưng mà bây giờ khắp cái bản tình này ai cũng đồn như vậy hết. Em nghĩ không có lửa làm sao mà có khói. Anh không biết đâu, có người còn tận mắt nhìn thấy con quỷ đó nữa. Một đồng mười, mười đồng trăm, không nên chạy theo đuôi quần chúng. Hết già làng rồi đến con bà Cathy, toàn những người hiền lành. Thật ra không có gây thù oán với ai hết. Hai vụ mưu sát này thật ra không có động cơ. Thank you.
Thầy Mo, thầy Mo. Không phải là ta đã nói với người nhà của ta không được tự tiện vào sao? Con bà Ca Thi chết rồi. Người nói cái gì? Con của bà Ca Thi chết rồi thầy Mo. Chết rồi? Tại sao chết? Không lẽ nó té xuống vực hay là rớt xuống suối? Đến bây giờ thì mọi người vẫn chưa biết, vì bà Ca Thi nhất quyết không cho ai động vào con của mình. Nhưng mà theo tôi quan sát, trên cổ của con trai bà Ca Thi có một cái dấu răng cắn khá lớn, giống y như là dấu răng trên cổ của già làng vậy đó. Lại bị cắn vào cổ chết rồi. Con thấy cái dấu răng trên cổ con bà Ca Thi nó không có giống của thú dữ cắn, mà nó giống y chang như dấu răng của ma vậy đó. Răng ma? Dạ phải, dấu răng ma. Giống y hệt dấu răng ma hút máu mà về làng hay kể cho tụi nhỏ nghe vào lúc đêm trăng sáng. Hiện giờ mọi người đang rất là hoang mang, họ tin vào giả thuyết này vì tại hiện trường nơi y cơ mất không hề có dấu chân người. Họ nghĩ là do con ma lơ lửng bay trên không đã làm ra cái chuyện đó. Ta phải đến gặp bà Ca Thi. Cho tôi đi với. Con cũng muốn đi nữa. Để làm gì? Tại tụi con chỉ hiếu kỳ thôi à. Nếu bây giờ không nhanh chóng tìm ra nguyên nhân và có biện pháp bảo vệ, tôi e là sẽ còn nhiều cái chết thương tâm nữa. Đi thì đi, nhưng ta cấm bọn ngươi không được nói bậy. Dạ, dạ, tôi hiểu rồi. Đi. Mọi người vừa mới nói cái gì vậy? Có con ma cắn cổ người ta hả? Mình là ma mà có cắn cổ ai đâu. Không lẽ ma cũng có ma ác, ma hiền? Sợ quá à. Là con ma ác nó cắn cổ mình rồi sao ta? Bọn mình chạy ra, bọn mình vào đây. Con của ma bị quy cắn chết rồi, không thể chôn xuống đất được. Nó sẽ thành quy và đi cắn người khác đó. Con tao không bị quy cắn, không đứa nào được đụng vô con tao hết. Bà Ca Thi này gan ngược quá, mọi người không nói li lè nữa, nhào vô cướp xác đem đốt cho đúng đi. Rồi, con không cần kém à. Ca Thi à, nếu con ba không bị quy cắn, cho mọi người vô thăm đi. Đúng rồi, đứa nào đụng vô con tao, tao chém hết. Tụi bay lui ra, lui ra. Dạ. Chuyện gì vậy? Mọi người làm gì ở đây vậy hả? Thầy ơi, cứu tôi với, bọn nó muốn giết y kênh. Thằng nhỏ đó bị quy cắn, nó sẽ biến thành quy đó thầy. Con của tao không bị quy cắn. Vậy mà cho mọi người vô coi đi. Đúng rồi. Mọi người im lặng. Ta sẽ vào coi y kênh, xem nó có bị ma cắn hay không. Lúc đó nếu như nó bị ma cắn, ta sẽ tìm cách ép nó lại, không để cho nó cắn mọi người đâu. Mọi người cứ yên tâm. Nhưng mà ba ta không cho thầy vô đâu, thầy ơi. Tao không cho tụi bay vô, tao chỉ cho thầy Mo vô. Mọi chuyện cứ để ta lo, ta đảm bảo với mọi người là y cơn sẽ không sao đâu. Mọi người về hết đi. Đứng lại. Tao chỉ cho thầy Mo vô, tụi bay không được vô. Ca Thi à, cho hai đứa nó vào đi. Còn không vào đi. Tao cấm tụi bay vô, vô tao chém hết. Đứng lại. Thầy A Quân, bà ở đây, cuối cùng thì bà cũng chịu nói chuyện với tôi rồi sao? Ông đừng có vui mừng, tôi gọi là vì có chuyện muốn nói thôi. Có gì bà nói đi,
Quỷ dư đã bắt mất hai người trong bang, ông có biết không? Tôi biết rồi. Ông biết mà ông thản nhiên như không có chuyện gì. Ông còn là thầy mo của bang tình không? Tôi không có thản nhiên. Tôi đang trên đường tới nhà già làng để làm phép trừ con quỷ đó đây. Quỷ dư không có ở nhà của già làng đâu. Hơi đây biết về con quỷ đó. Không những tôi biết mà ông cũng biết. Tôi cũng biết. Con quỷ đó là người thân của ông mà. Hơi đây à, tôi biết là bà giận tôi chuyện năm xưa, nhưng không phải vì vậy mà bà nói bậy được đâu. Tôi là thầy mo A Quân, là thầy mo của bản tình này, làm sao có người thân là con quỷ hai người được chứ? Tôi không nói bậy. Lời nguyện không linh ứng thì quỷ dự về báo quan là chuyện đương nhiên. Ý của Hơ Nê là hồn ma báo quán đó chính là thầy mo A Sến à? Không thể nào. Thầy mo A Sến không thể nào là con quỷ hai người được. Không phải lúc còn sống ổng rất yêu thương mọi người và coi mọi người như là con của mình hay sao? Nhưng bây giờ ông đã thành quỷ, mà quỷ thì không phân biệt được đúng sai thù bàn đâu. Tôi không tin đâu. Nếu ông không tin thì hai người cũng đã chết. Dù không tin, ông cũng nên thử một lần. Thử một lần. Sao lại có sự trùng hợp đến như vậy? Lúc con muốn đến tìm ông để hỏi chuyện, lại xảy ra chuyện thương tâm này. Phải chăng có kẻ muốn giết người diệt khẩu? Phải chăng cái chết của ông có liên quan đến vụ án năm xưa? Nếu đúng là như vậy thì chính con đã gián tiếp gây ra cái chết cho ông rồi. Nhưng mà ông cứ yên tâm, những gì con hứa với ông nhất định con sẽ giữ lời. Con sẽ đòi lại công bằng, trả lại sự bình yên cho bản tình của mình bằng mọi giá. Con phải bắt tên đó đền tội, cho dù có là ma hay là người đi chăng nữa thì con cũng sẽ không tha cho nó đâu. Con tìm chú à? Dạ, con muốn tìm chú Kỳ Phương. Chú là Kỳ Phương nè, con tìm chú có gì không? Dạ, già làng biểu con đưa cái này cho chú. Già làng biểu hả? Biểu khi nào? Tại sao bây giờ con mới đưa cho chú? Dạ, tài. Người ta qua tự nhiên bắt người ta đi giờ này à? Sợ con giúp già giao buồn lấy bình rượu cần ra đây. Dạ. Con lấy đồ trong đó ra đây giùm già. Dạ.
có con rô, con hãy giúp dạ đưa cái này cho chú nhà báo. Con biết chú đó không? Dạ con biết. Chú ở trong già lớn của ông quân bà phải không già làng? Đúng rồi, chú đó tên là Kỳ Phương. Con đưa chú đó quyền sâu này. Nói ngoài chú đó ra không được cho ai coi hết. Đây là nhất kỳ cô ta, con nhờ không? Dạ con nhờ. Nhưng mà già làng bị chơi món nhiều quá. Để con chạy đi kêu mẹ con. Đừng, đừng, con đừng cho ai biết hết chuyện con gặp già. Nếu không con sẽ bị nguy hiểm, con hiểu không? Con chỉ kể chuyện này cho một mình chú Kỳ Phương, con biết không? Dạ con biết rồi. Mà già ơi, hôm nay con thấy con Quy từ trong nhà chạy ra, có phải nó cắn cô già không? Không, không. À nó, nó không. Già làng ơi, già làng, già ơi, già dậy đi mẹ. Già làng ơi, già làng ơi, tỉnh dậy đi mà. Con nói thiệt hả? Chính mắt con nhìn thấy con quỷ đó nó từ trong nhà nhảy ra à? Dạ. Già làng nói con không được kể cho ai nghe chuyện này. Chú biết rồi, chú sẽ không kể ai nghe chuyện con tới gặp chú hôm nay đâu. Con đừng sợ. Chú Kỳ Phương ơi, già làng là người thương con nhất. Già làng tốt lắm. Sao con Quy lại căng cô già làng vậy chú? Con nín đi. Nhất định chú sẽ đòi lại công bằng cho già làng mà. Nè em coi đi. Nhìn tới nhìn lui em cũng không biết cái vết cắn của con của bà Cathy là do con gì cắn nữa. Theo lý thuyết á, cái vết nhỏ như vậy làm sao mà có thể chết người được hả Kỳ Phương? Đâu phải cứ vết cắn lớn là sẽ gây chết người đâu. Em cũng thấy đó, cái vết rắn cắn nó nhỏ xíu xíu à, nó nhỏ hơn cái vết này nữa mà nó vẫn gây chết người đó. Nếu vậy á thì chắc chắn vết cắn này phải có độc. Mà anh có biết nó là con gì không vợ? Anh đã search Google cả đêm hôm qua rồi. Thật sự cái vết cắn này giống như là độc nhất vô nhị vậy đó. Vậy là đúng rồi, em biết ngay mà. Đúng cái gì? Nó bị quỷ hút máu đó. Nè, em đừng có tin mấy cái chuyện đồn nhảm nghe chưa. Em không có tin vô mấy chuyện đồn nhảm. Em gặp con quỷ đó một lần rồi. Anh có nhớ cái lần mà anh đi mua xăng em ở lại xe một mình không? Ngay cái bữa đó là em gặp nó đó. Linh cảm nói cho em biết là con quỷ đó với con quỷ này là một con. Những điều em nói không phải là không có lý. Cái bữa đó anh xe ôm cũng có kể cho anh nghe chuyện này rồi. Anh xe ôm có kể cho anh nghe chuyện này rồi thiệt hả? Sao bây giờ anh mới nói cho em biết? Gì mà hết ma tới quỷ ghê quá à. Hay là về thành phố đi Kỳ Phương. Nha. Chuyện chưa đâu vô đâu mà đòi về thành phố hoài.
Mấy cái chuyện lạ của người dân tộc á, anh đã nghe nhiều rồi, nhưng mà đây là lần đầu tiên anh tận mắt chứng kiến, không thể nào bỏ qua được. Phải tìm ra nguyên nhân. Không lẽ chuyện này là do chú quỷ làm hả ta? Con giận chú quỷ rồi. Chú quỷ dám đi hút máu trẻ con. Từ đây á, mà con sẽ không tới đây nữa. Mà con giận chú quỷ, mà con không tới chơi với chú quỷ nữa. Mà con về á, mà con chơi với anh Kỳ Phương sướng hơn. Chú quỷ á, xấu xa. Chú quỷ hút máu trẻ con. Chú quỷ xấu xa. Quả xét nghiệm chất lạ rơi vãi trên thành cửa sổ, trùng với chiếc suốt trên vết cắn trên cổ của già làng. Kết quả xét nghiệm thì chất lạ có thành phần giống như lá cây, nhưng là lá cây gì thì vẫn chưa thể kết luận, vì thành phần cấu tạo có vẻ phức tạp. Qua dấu vết để lại trên hiện trường, chúng ta đã biết hung thủ xuất hiện từ trên tầng cây cao qua đường cửa sổ vào nhà gây án. Tuy có để lại dấu vết nhưng rất mờ ảo. Hung thủ tuyệt đối không để lại dấu chân trên đất. Để tránh hung thủ gây thêm án, gây hoang mang cho người dân, tôi đã xin ý kiến của cấp trên và đã được lãnh đạo đồng ý cho tiến hành bước thứ hai, theo dõi và tóm gọn hung thủ trước khi kịp gây án. Theo dõi và tóm gọn một con quỷ. Mày có phải là con khỉ của Sơn Duy không? Khỉ con! Có phải nó là con khỉ của Sơn Duy hay không? Tại sao nó lại không chịu cho chúng ta cúng chứ? Không lẽ nào, đã mấy mươi năm rồi không ai chăm sóc, làm sao nó sống nổi? Bà nói cũng đúng, chắc là ta tưởng tượng quá thôi. Bây giờ ông định làm gì? Làm gì là làm gì? Con quỷ đã giết chết hai người của bạn làng rồi, giờ nó sẽ tiếp tục giết thêm nữa. Ông không nghĩ cách cản nó sao? Ta... Ông có còn là thầy mo của bạn Tinh không? Có còn là A Quân không? Hả? Từ hơn 20 năm về trước, sau cái vụ hỏa hoạn đó, tôi đã không còn là A Quân nữa rồi. Đúng là tôi hồ đồ chứ gì. Tôi cứ nghĩ ông tuy là kẻ ham sống sợ chết, nhưng vẫn còn trách nhiệm với bản tình. Thiệt không ngờ vinh hoa phú quý đã làm cho ông thay đổi hoàn toàn rồi. Hãy
vinh hoa phú quý. Hên ê, bà không hiểu gì về tôi. Cảm ơn em nha. Dạ, đâu có gì đâu. Anh Đông Quân kiên nhẫn ghê ha. Bức tranh đã bị xé như vậy rồi mà anh cũng ráng dán nó lại cho bằng được nữa. Vì đây là bức tranh đầu tiên anh vẽ Mai Trâm. Anh dùng hết tất cả tình cảm, cảm xúc và bức vẽ, cho nên anh không muốn mất đi. Em cũng có nghe chị Trâm kể về bức tranh này. Chị kể là anh vẽ bằng trí nhớ, đúng không? Hai người làm cho em vừa ganh tị mà vừa ngưỡng mộ nữa. Đông Quân, hay là anh cũng vẽ cho em một bức đi chứ? Xin lỗi Lan Trinh nha. Ngoài Mai Trâm ra, anh sẽ không vẽ cho bất kỳ ai đâu. Anh Đông Quân sao đối xử với em bất công quá à? Không phải, bởi vì anh không muốn vẽ một bức tranh chỉ có vẻ đẹp bên ngoài mà thiếu đi vẻ đẹp nội tâm. Và điều này thì anh chỉ dành cho người mà anh yêu thôi, đúng không? Em cũng kỳ ghê, đã biết rồi còn làm khó anh nữa. Em có làm khó làm dễ gì anh đâu. Em chỉ muốn làm cho người bạn của mình được yên tâm, vui vẻ. Mà người bạn của em chỉ yên tâm khi nghe được lời thật lòng từ anh nói ra thôi. Hả? Là sao? Có ai nghe được lời thật lòng rồi thì bước ra đi ha. Mai Trâm. Thì ra hai người gạt tôi. Không có. Em đâu có gạt anh đâu. Không có cái gì. Ủa, chứ hôm qua ai nói với em là, trời ơi, không biết anh Đông Quân có yêu chị thật lòng hay không hả? Chị nói hồi nào? Thôi, chị không cần phải giải thích cho em làm gì hết. Hai người tự giải thích với nhau đi ha. Lan Trinh, anh Quân, em xin lỗi anh nha. Em không nghĩ là cô ấy sẽ nói anh như vậy. Em không tin anh hả? Em tin anh. Nhưng mà sao? Em vẫn sợ. Em sợ cái gì? Thì em sợ là anh không còn yêu em nữa. Cô bé ngốc này, sao mất tự tin dữ vậy? Em không nghe những gì anh nói với Lan Trinh sao? Thì em có nghe. Nghe rồi thì sao? Thì sao? Em mừng chứ sao. Em cũng biết là anh rất là thương em. Không thể mừng suông như vậy được đâu. Anh sẽ phạt em vì cái tội không dám tin anh. Anh sẽ... Sẽ sao? Phạt em hung anh 100 cái. 100 cái? Nhưng mà cô chỉ cho em đi có 1 tiếng thôi. Em không biết. Em không biết gì? Em không biết là trong vòng 1 tiếng em sẽ hung anh bao nhiêu cái. Nè, anh gạt em đúng không? Thôi. À, anh mới dán lại bức vẽ nè. Vậy hả? Em coi có được không?
Hồi bữa con thấy có quy từ trong cái cưa này chạy ra, nhảy xuống rồi chạy vô rừng mất tiêu luôn. Con nói sao? Con quỷ từ trong cánh cửa này chạy ra con đường này rồi nhảy xuống phóng vô trong rừng mất tiêu luôn hả? Nhìn kỹ cũng giống lá cây lắm. Chú ơi. Con tìm chú hả? Con muốn tìm chú Kỳ Phương. Chú là Kỳ Phương nè, con tìm chú có gì không? Dạ làng bị con đưa cái này cho chú. Kỳ Phương hả? Tôi tên là Kỳ Phương. Anh có biết em không? Em là ma con nè. Nhưng mà anh đừng có sợ ma con nha. Ma con không có làm hại anh đâu. Ma con thích anh lắm á. Hay là bây giờ mình đi chơi được không? Đi chơi? Đi. Thank you.
sau ngày sinh nhật của ba, ba sẽ cho con trở thành một nàng công chúa giàu có và quyền lực nhất trên đời. Sao ba lại nói cho mình trở thành nàng công chúa giàu có và sung sướng nhất ta? Bộ bây giờ nhà mình chưa giàu hả? Rồi cái gì mà uy quyền? Tại sao bà lại nhắc tới uy quyền? Chắc là bà nói như vậy cho mình vui thôi. Suốt ngày nịnh con gái thôi. Sao vậy? Sao lại nằm ở đây? Anh Kiều Phương, anh dậy đi. Sao anh lại nằm ở đây? Sao anh lại ở đây? Câu này em phải hỏi anh đó. Anh đừng có nói với em là cả đêm anh ngủ ở đây nha. Em nói làm sao? Đêm qua anh ngủ ở đây hả? Chứ còn gì nữa. Nè, coi tóc tai của anh sương không nè. Vậy là cả đêm anh nằm ở đây rồi. Bộ anh không biết lạnh hả? Sao anh không nhớ gì hết ta? Sao cái đầu anh nó nhức lơ mơ quá à? Đêm hôm qua anh nhớ anh có đi theo cái gì đó ra đây nè. Bích Hà, anh có sao không? Ủa Kỳ Phương, anh cũng ở đây nữa hả? Hai người làm gì ở ngoài này sớm quá giờ? Thì nhà của em thích đi dạo đâu không được. Không lẽ giờ em đi dạo cũng phải báo cho chị nữa hả? Kỳ Phương, anh đừng có nói với em là anh với bé Hà... Chị đừng có nghĩ bậy nha. Em với anh Kỳ Phương không có dậy đâu đó. Đêm hôm qua anh có ngủ ở đây thiệt, nhưng mà thật sự anh không có nhớ cái gì hết. Lúc nãy anh vừa mới trả lời Bích Hà xong, em ra đây nè, em cũng hỏi một câu y như vậy luôn á. Anh Kỳ Phương hả? Nhìn cái sắc mặt của anh á, giống như là bị ma giấu vậy đó. Bị ma giấu? Em nghĩ tốt nhất á là anh nên đi gặp thầy Mo đi, để thầy làm phép cho. Chứ không là đầu óc của anh cứ lơ tơ mơ khù khờ luôn á. Chị nghĩ không cần tới thầy Mo đâu. Ba của em mới mời một pháp sư từ thành phố về đó. Chị nghe nói pháp sư này cao tay ấn lắm, cao hơn cả thầy Mo nữa. Cái gì? Mời pháp sư về hả? À, em nghĩ chắc là mấy người bạn của ba hôm trước á, nghĩ là nhà của em có ma, cho nên mới giới thiệu pháp sư giỏi từ trên thành phố về. Mà em thấy cũng đâu cần thiết đâu ha. Đâu, chị thấy nếu mà người giỏi thì cần phải có người khác giỏi hơn chứ. Với lại chị thấy thầy pháp sư này phong độ hơn thầy Mo nhiều. Nhưng mà bề ngoài đâu nói được điều gì chị. Nếu mà em nói vậy á, thì sao thầy Mo không diệt hết ma trong nhà của em đi? Sao không phá giải lời nguyền luôn đi? Thì em nghĩ là... Thôi. Hai em đừng cãi nhau nữa. Muốn cái gì vô nhà nói chuyện. Anh đau đầu quá. Anh Kỳ Phương. Kỳ Phương, để chị đỡ ảnh được rồi. Anh Kỳ Phương, anh sao vậy? Sao bữa nay ốm yếu vậy nè? Hả? Đau đầu quá. Em đưa anh về phòng nha. Anh có sao không anh Kỳ Phương? Không, anh không sao, anh đi được mà. Coi vậy cũng dành với mình. Thiên ghét. Ủa, tại sao ba phải mời pháp sư từ trên Sài Gòn về? À, chắc là ba mình đã có kế hoạch rồi.
Nghiêm trọng là sao hả thầy? Nhà này âm khí nặng quá, có rất nhiều vong hồn và ma quỷ. Thật sao? Thầy hỏi nè, có phải trong những ngày gần đây nhà con gặp nhiều rắc rối và lộn xộn lắm phải không? Dạ. Trong gia đình vợ chồng con cái không được hòa thuận, gây gổ nhau hoài phải không? Dạ phải. Vậy là đúng rồi, do chính cái đám quỷ ma đó nó xúi dục. Vậy thầy có cách nào giúp giúp con không thầy? Dĩ nhiên rồi, con phước lớn mạng lớn lắm mới được gặp thầy đó. Dạ, vậy chăm sự nhờ thầy. Nhờ thầy trừ khử hết cái đám tà ma ngoại đạo đó, bao nhiêu tiền con cũng chịu. Ta chỉ hành sự giúp đời thôi, chuyện tiền bạc để sau. Bây giờ ta sẽ giúp gia chủ trừ khử con quỷ đó. Ông ta nói có quá nhiều ma quỷ trong ngôi nhà này, ngoài mình ra không lẽ còn ma quỷ khác nữa. Ủa sao mình là ma mà mình không thấy quỷ ta? Vậy rốt cuộc ông trừ khử ai? Ông ơi, con biết ông giận lắm, nhưng lời thề trước thượng linh con không thể không thực hiện. Nửa tấm bản đồ này con phải hoàn thành cho quân báo, rồi con sẽ tìm cách đoạt lại nó sau. Nhất định con không để hắn tìm ra nơi yên nghỉ của thần linh. Ông yên tâm đi, tâm nguyện của ông con sẽ hoàn thành. Kẻ độc ác đó nhất định sẽ phải nhận lấy báo ứng. Thầy Mo, ông ở đây á, mà con tưởng ông ở đâu chứ. Con chạy khắp nhà lớn con tìm ông luôn á. Ta đã nói với ngươi rồi, là qua canh chừng Hơ Lan. Tại sao ngươi cứ đi lung tung gây rối tùm lum vậy hả? Con nói chuyện với dì Hơ Lan rồi, dì Hơ Lan sẽ không tự tử nữa đâu, ông đừng có lo. Nhờ con chạy lung tung như vậy á nên mà con mới biết được một chuyện quan trọng á. Chuyện gì? Thì ra nhà mình ngoài ma con ra có rất là nhiều ma quỷ á. Ai nói với người vậy? Ông pháp sư gì ở dưới thành phố lên á, hồi trưa ông nói với ông chủ nhà lớn như vậy á. Mà con á, còn nghe chú Mảnh nói ông này phép thuật còn cao hơn thầy Mo nữa. Rồi ngươi có tin không? Tin, tin chứ. Ông pháp sư đã nói nhà mình nhiều ma lắm, mà hồi đó tới giờ lão có bắt được con ma nào đâu. Lão chỉ bắt được một mình ma con để ăn hiếp ma con thôi à. Ây da. Ngươi là con ma xó mà ta đã nuôi từ nhỏ tới lớn. Dưới sự dạy dỗ của ta, ngươi là một con ma có giáo dục đàng hoàng. Ta không có thời gian để đi bắt mấy con ma kia đâu. Ngươi mà còn ngồi đó nói lung tung, ta cắt lưỡi bây giờ. Dạ, mà con biết rồi, mà con không nói bậy bạ nữa đâu. Nhưng mà con nghe ông pháp sư kia nói rõ ràng là ngày mai á, ổng sẽ làm phép bắt hết những con ma trong nhà nhốt vào pháp bảo á. Mà con sợ quá à, không biết là ổng có bắt được ma con không nữa. Không đời nào đâu. Nhưng mà để đề phòng chuyện xấu xảy ra, ngươi không nên ra ngoài.
Từ ngày mai ngươi ở yên trong quan tài cho ta. Nhưng mà ma con tò mò, ma con muốn biết mấy con ma kia nó có giống ma con không. Như vậy thì nguy hiểm lắm. Ngày mai ngươi ăn thật no rồi ở trong quan tài cho ta. Dù có chuyện gì xảy ra, nếu như không có tiếng chuông gọi hồn của ta, tuyệt đối không được bước chân ra khỏi quan tài. Nếu như ai có lại gần, ngươi cứ dùng phép đoạt hồn bọn chúng cho ta. Rồi dùng phép đoạt hồn người tốt thì sao? Mặc dù ta biết lão pháp sư kia không làm nên tích sự gì, nhưng mà để đề phòng, ta nhắc lại ngươi phải nghe lời ta. Hãy nhớ cho kỹ, khi nào có tiếng chuông của ta, ngươi mới được bước ra ngoài, nghe chưa? Dạ, mà con biết rồi. Lạc Quân, Lạc Quân, Lạc Quân ơi, vào trong đi. Đừng cửa Lạc Quân. Làm cái gì mà lâu vậy? Nhanh lên. Cái gì mà lâu quá vậy? Mày tới đây làm gì? Ông chủ muốn gặp ông. Gặp tao để làm gì? Muốn biết lên gặp ông chủ mà hỏi. Ông chủ đang chờ. Nhanh lên. Ông chủ, A Quân đã tới. Mày gặp tao có chuyện gì? Chuyện là vậy, ngày mai tao có nhờ pháp sư làm phép dọn sạch cái đám ma quỷ ở trong nhà. Mày là thầy mo, pháp lực cũng không kém, nên tao cần mày giúp cho một tay. Xưa nay tao làm việc một mình, tao không muốn làm chung vai cả. Nói là giúp sức, chứ thực ra mày cũng là một mình thôi. Là sao tao không hiểu? Từ từ rồi mày sẽ hiểu. Giống như tao đã nói, ngày mai tao sẽ làm phép dọn sạch đám ma quỷ ở trong nhà. Cho nên con ma xó nhà mày, nó cũng không được phép ngoại lệ. Vì tránh để mày làm hư chuyện đại sự, cho nên tao buộc phải bắt mày, giam mày lại. Khi nào xong chuyện, tao sẽ thả mày ra. Quần bảo, giam hắn ta xuống hầm đi. À quên nữa, à quên, mày sống ở trong căn nhà này bao nhiêu lâu rồi, chắc là mày cũng biết. Trong căn nhà này có tồn tại một căn phòng giam. Hôm nay mày sẽ ở dưới đó, từ từ mà cảm nhận. Rồi biết đâu mày cũng sẽ có cơ hội để gặp lại cố nhân. Mày đúng là một con quỷ nham hiểm. Thả tao ra. Chưa đâu, qua ngày mai rồi mày sẽ biết tao nham hiểm như thế nào. Đưa đi. Thả tao ra. Tao có làm cái gì đâu, tao chỉ giữ mày lại một đêm thôi mà. Thả ra, im lặng. Thả tao ra. 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 Thả tao. Thả tao ra. Thả tao ra. Ở đây tận hưởng đi. Hả? Ngày mai ông sẽ được thả thôi mà. Tận hưởng đi. Tận hưởng đi nghe. Mạnh, Mạnh, tao van xin mày. Nể tình tao với mày ở chung nhà mấy chục năm, hãy nói cho tao biết Quân Bảo sẽ làm gì. Được. Ông bạn già hả? Nếu ông bạn già muốn biết thì tôi cũng không giấu làm gì. Ngày mai sẽ có một câu chuyện vui dành cho ông bạn. Lão pháp sư đó sẽ bắt hồn của ma xó của lão nhốt vào trong pháp bảo và sẽ thiêu rụi cái quan tài của lão thành tro bụi. Anh, mày nói gì? Mày nói cái gì? Hồn của ma xó sẽ bị nhốt vào trong pháp bảo,
cái quan tài sẽ bị thiêu rụi luôn. Lúc đó con ma xó của lão sẽ không còn cơ hội hồi sinh phá phách. Quân Bảo không thể làm như vậy được. Thả tao ra, thả tao ra, đưa tao đi gặp Quân Bảo. Cấm miệng đi, đưa tao đi gặp Quân Bảo. Nói lão cấm miệng đi nghe chưa. Ông nghĩ ông chủ muốn gặp mặt ông vào lúc này sao? Hả? 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 Ông hãy tận hưởng đi. Ngày mai khi tôi giải quyết xong con ma xó thì ông sẽ được thả thôi mà. Ngủ ngon. Không được, Mạnh, Mạnh, thả tao ra, tao phải đi gặp Quân Bảo. Ba con ơi, ta đã hại chết mặt con rồi. Quân Bảo, thả tao ra, thả tao ra, thả tao ra. Em không có thấy gì hết, em chưa có nhìn, em không có thấy gì hết. Trời ơi, anh đã dặn em bao nhiêu lần rồi, con gái con lứa phải có ý tứ, nhìn trước ngó sau một chút chứ. Đồng ý là anh với em thân với nhau thiệt, nhưng mà dù sao thì đây cũng là phòng con trai. Em vô phòng thì em phải biết gõ cửa, đó là phép lịch sự tối thiểu. Mà em cũng không biết nữa, làm sao mà lấy chồng được. Mệt quá anh bớt la em đi, em có chuyện gấp mà. Chuyện gì mà gấp dữ vậy? Kỳ Phương, em vừa mới nhìn thấy thầy Mo bị ông Quân Bảo bắt trói dẫn đi rồi. Có chuyện đó sao? Hồi nãy em rình ở ngoài cửa, em nghe không rõ, hình như là kiểu giống như là thầy Mo bị bắt nhốt xuống dưới hầm, rồi cái gì mà gặp lại cố nhân. Nói chung là không có nghe hết, nhưng mà đại khái là bị bắt rồi. Rồi sao nữa, em kể tiếp đi. Em thấy ông Mạnh á đẹp thầy Mo đi nhốt. Khi mà em đi theo thì bị đàn em của ông Mảnh phát hiện ra, nên em về báo cho anh biết nè. Mà em còn nghe lén được là ông pháp sư kia, ông nói với đệ tử là cái gì mà ngày mai sẽ khử con ma xó của thầy Mo luôn đó. Giỏi lắm, tin tức rất có giá trị. Vậy theo anh mình phải làm gì bây giờ? Bây giờ á, em cứ về phòng đi, ngủ một giấc cho tới sáng. Sao anh không định làm gì hết hả? Giờ này kêu ngủ là sao? Sao mà ngủ được? Phải đi cứu thầy Mo chứ. Cứu thầy Mo? Ủa thầy Mo có bị gì đâu mà phải cứu. Cái gì vậy Kỳ Phương? Nãy giờ anh không nghe em nói gì hả? Trời, anh nghe rất rõ là đằng khác. Sao anh không lo lắng gì hết? Anh tỉnh quá vậy. Có gì đâu phải lo lắng. Thầy Mo chỉ bị ông Quân Bảo bắt tạm giam, cho tới ngày mai là ông Quân Bảo thả ra thôi mà. Là sao? Em chưa hiểu. Vì ông Quân Bảo muốn diệt trừ con ma xó mà không bị ông A Quan cản trở. Em yên tâm đi, thầy Mo sẽ không sao đâu. Sáng mai sau khi mà pháp sư làm phép này nọ xong á, ông Quân Bảo sẽ thả thầy Mo ra ngay. Thiệt không? Anh đảm bảo với em đó. Vậy em về ngủ. Về ngủ đi. Nhưng mà còn ma xó đó, anh không định cứu nó hay sao? Có muốn cứu cũng không được. Anh là người mà, anh quan tâm tới mấy chuyện ma quỷ làm gì? Anh nói vậy cũng đúng rồi đó. Về ngủ đi. Em xin lỗi chuyện hồi nãy nha. Vì lý do bảo mật và an toàn cho em, anh đành phải gạt em thôi Lan Trinh à. Thank you.
Dì ơi, dì Hoa Lan. Trời ơi, xin dì đừng có hốt hoảng. Cậu là ai vậy? Xin dì đừng hốt hoảng, con không phải người xấu đâu. Tôi nhớ là tôi đã khóa cửa rồi mà, làm sao cậu vào đây dạ được? Dạ không không dì ơi, dạ không không, con có thể vô đây được là tại vì con có chìa khóa vạn năng. Tại sao cậu lại vô phòng tôi? Ông Quân Bảo muốn giết con ma xó. Ông Quân Bảo với ông Mảnh bắt thầy Mo nhốt xuống hầm rồi. Cái gì? Con vì muốn cứu thầy Mo mới vô đây. Con kiếm gì, nhờ gì giúp? Giết ma con? Không được, con ma đó vô hại, ta phải đi gặp Quân Bảo ngay bây giờ. Không được, không được, không được, không được đâu gì. Tại sao? Vì không được đi gặp ông Quân Bảo, vì ông Quân Bảo sẽ không tin lời gì đâu, mà ngược lại sẽ khiến con khó cứu con ma xó hơn nữa. Vậy thì bây giờ ta phải làm sao? Chẳng lẽ ta ngồi yên nhìn con ma xó bị giết? Chị của thầy Mo mới biết cách cứu con ma xó bằng cách nào thôi. Nếu muốn cứu ma xó, dì phải giúp con tìm ra cái nơi mà ông Quân Bảo đã nhốt thầy Mo. Nhưng mà cả khu nhà rộng mênh mông như vậy, ta biết tìm A Quân ở đâu? Lúc nãy con có nghe ông Quân Bảo nói là nhốt thầy Mo xuống hầm. Dì có biết trong nhà này có cái căn hầm bí mật nào không dì? Căn hầm bí mật? Căn hầm? Có phải là nếu tìm được tung tích của thầy Mo A Sến, anh nói gì Hơ Lan cũng nghe phải không? Dạ phải. Hơ Lan không hối hận chứ? Không sợ Quân Bảo lợi dụng sao? Hơ Lan không hối hận đâu, anh Quân Bảo là người tốt mà. Nếu Hơ Lan đã nói như vậy, anh sẽ đưa Hơ Lan đi gặp thầy Mo A Sến với một điều kiện. Hơ Lan phải thuyết phục thầy Mo A Sến nói ra bí mật của tấm băng đồ. Bí mật tấm băng đồ? Phải. Thật ra đây không phải là bí mật thần linh gì cả, chỉ là một tấm bản đồ dẫn đến một kho báu. Nếu Hà Lan đồng ý thuyết phục thầy Mo A Sến, thì anh sẽ đưa Hà Lan đến gặp mặt người. Anh Quân Bảo, thì ra người bắt thầy Mo A Sến là anh Quân Bảo sao? Tại sao anh Quân Bảo lại làm như vậy? Nếu như dân làng họ biết được thì sao? Họ sẽ không bỏ qua cho anh vì tội bất kính với thầy Mo đâu. Hơ Lan đã lo cho anh thật sao? Hơ Lan không muốn mọi người đuổi anh Quân Bảo ra khỏi làng đâu. Mọi người sẽ không biết đâu. Nhưng mà tại sao anh Quân Bảo lại làm như vậy? Chuyện dài dòng lắm, để từ từ anh sẽ kể cho em nghe. Nhưng mà bất đắc dĩ lắm anh mới làm như vậy. Hơ Lan nghĩ xem, nếu tìm được kho báu, mình cùng chia cho dân làng bản tình, để giúp mọi người giàu lên, mọi người sẽ không sống khổ nữa. Anh Quân Bảo nghe như vậy hả? Phải. Anh sẽ đem kho báu để chia cho mọi người thiệt sao? Đó là tâm nguyện của cả đời anh. Tâm nguyện của anh Quân Bảo tốt quá. Thôi được, Hơ Lan chắc chắn sẽ thuyết phục thầy Mo A Sơn để chỉ ra bí mật của tấm bản đồ. Vậy thì mình đi thôi. Dì Hơ Lan, dì đang nghĩ như vậy? Nếu đó chính là căn hầm bí mật thì có lẽ là ta biết. Dì biết chỗ đó hả? Vậy thì mình đi, kéo không kịp. Đi. Ta muốn gặp Quân Bảo, ta có chuyện cần nói. Không được giết ma con, không được giết ma con. Vàng ơi, vàng ơi, xin hãy giúp ma con. Xin vàng hãy cứu ma con, nó không có tội tình gì hết.
con tò mò, mà con muốn biết mấy con ma kia nó có giống mà con không? Như vậy thì nguy hiểm lắm. Ngày mai ngươi ăn thật no rồi ở trong quan tài cho ta. Dù có chuyện gì xảy ra, nếu như không có tiếng chuông gọi hồn của ta, tuyệt đối không được bước chân ra khỏi quan tài. Nếu như ai có lại gần, ngươi cứ dùng phép đoạt hồn bọn chúng cho ta. Rồi dùng phép đoạt hồn người tốt thì sao? Mặc dù ta biết lão pháp sư kia không làm nên tích sự gì, nhưng mà để đề phòng, ta nhắc lại ngươi phải nghe lời ta. Hãy nhớ cho kỹ, khi nào có tiếng chuông của ta, ngươi mới được bước ra ngoài, nghe chưa? Dạ, mà con biết rồi. Ngày mai sẽ có một chuyện vui dành cho bạn. Lão pháp sư đó sẽ bắt con ma số của lão nhốt trong động pháp bảo, và cái quan tài của lão sẽ bị thiêu rụi luôn. Nếu như quan tài bị thiêu rụi mà con đang ở trong quan tài mà, dạ ơi, chính là con đã nhốt ba con ở trong quan tài, con đã giết chết ba con rồi, con mới là người đang chết. Không được, không được, Giang ơi, Giang ơi, Quân Bảo, Quân Bảo, thả tao ra, thả tao ra. Mày mà giết chết bà con, tao sẽ sống chết với mày. Quân Bảo, đừng giết chết bà con. Là tôi nè. Quân Bảo đưa Hơi Lan xuống đây hả? Không, tôi... Là tôi. Tôi đưa dì Hơi Lan đến đây. Mày bị điên hả? Tại sao lại đưa Hơi Lan xuống đây? Quân Bảo mà biết được chuyện này thì hậu quả sẽ không lường. À Quân, chính tôi mới là người đưa cậu ấy xuống đây gặp ông đó. Đây là nơi nào mà muốn vào thì vào, muốn ra thì ra. Nếu để cho Quân Bảo phát hiện và biết được, mày nghĩ hậu quả sẽ như thế nào? Nếu như không cứu ông ra thì ai là người cứu ma con đây? Liệu tao có tin được mày không? Nhanh lên. Ba em nói thầy Mão này cao tay lắm. Tất cả những người làm ăn kinh doanh ở Sài Gòn ai cũng tới ông này để xin phép. Anh Kỳ Phương mua múa gì là bắt được ma đó hả? Anh không biết nữa, nhưng nói điều bộ của ông thì có nghề lắm á. Quan tài đặt ở trong nhà của thầy Mó là quan tài chứa con ma só. Ông ta định làm gì với nó? Oh, my God.
Tỳ Phương, lúc mà con ba con nó còn sống á, còn mà con nó phá phách này nọ, em cũng bực lắm. Nhưng mà bây giờ nhìn nó chết giá như vậy, em thấy tội quá à. Ba con, ba con, ba con, đừng qua, ba con. Dập lửa đi, dập lửa. Ba con, ba con. Đây chỉ là lời cảnh cáo thôi. Nếu như mày còn không chịu thực hiện lời đã hứa năm xưa, thì tao không cần tìm tới thần linh, mà chính tao sẽ lần lượt tiễn những người thân của mày vào cõi chết, một cái chết thê thảm và đau đớn. Bảo đi. Ba con, ba con, ba con. Ông chủ hài lòng chứ? Tốt lắm. Vậy ông chủ sẽ không quên lời hứa của mình chứ? Lời hứa? Dạ. Ông chủ trong gọi tôi có chuyện gì? Ông ngồi đi. Dạ. Ông biết quản gia nhà ta là thầy Mo ở Bản Tình chưa? Dạ, tôi cũng có nghe loáng thoáng. Nếu ông chỉ nghe loáng thoáng thì ta sẽ nói rõ ràng cho ông nghe luôn. Dạ được. Thứ nhất, nói về tài Bắc Ma thì Âu Quan thuộc hàng cao thủ. Nói ông đừng buồn chứ, để so sánh ông với Âu Quan thì cũng giống như là ông là một đứa trẻ, còn Âu Quan là một kẻ khổng lồ vậy. Còn thứ hai, ông chủ à, ông chưa biết gì về tôi. Ông không được đánh giá như vậy. 30 năm trước, ông theo ba mẹ từ Hồng Ngự lên Sài Gòn. Với vốn pháp lực ông học được, trong một lần lánh nạn ở Sóc Trăng, ông không đủ nuôi sống gia đình với bốn miệng ăn, nên một lần để coi bói bị thất bại, ông đã nảy sinh ý định làm thầy. 4 năm lặn lội tìm kiếm, ông cuối cùng cũng đã nắm được cơ duyên, được thầy 13 nhận làm đệ tử. Nhưng những chuyện này làm sao ông chủ biết được? Ông bắt bao nhiêu con ma và lấy được bao nhiêu tiền từ trò bị bợm này, ông có cần tôi kể chi tiết ra từng chút một không? Ông là ai? Tôi là ai không quan trọng. Quan trọng là tôi biết hiện tại bây giờ ông đang thiếu nợ ngân hàng, và căn nhà ông đang ở sắp bị phát mãi, có đúng không? Dạ. Vậy giờ ông chủ muốn gì? Muốn cứu ông? Dạ. Chứ không phải ông muốn bắt ma sao? Tôi muốn bắt ma. Một con ma mà tôi đã dung dưỡng nó sống trong ngôi nhà này mấy chục năm nay. Ông đã dung dưỡng con ma trong nhà này mấy chục năm nay? Tại sao lại vậy? Vì nó vô hại. Nếu nó vô hại thì tại sao bây giờ ông lại muốn bắt nó? Vì tôi muốn cảnh cáo một người. Nếu hắn không chịu làm theo lời hứa với tôi, tôi sẽ bắt những người thân của hắn từng người một chết đi với những cái chết nặng nề nhất. Tôi vẫn chưa hiểu gì hết. Ông không cần phải hiểu, chỉ cần nghe theo lời tôi dặn. Dạ, dạ. Nếu như ông chịu nghe lời tôi, dạ, tôi sẽ giải quyết những chuyện khó khăn của ông. Dạ, dạ. Vậy bây giờ tôi phải làm gì?
Bắt một con ma có thành công. Chỉ cần tôi bắt một con ma là ông có thể giải quyết giùm cho tôi những cái khó khăn à? Lời hứa của ông với tôi chắc ông vẫn còn nhớ chứ? Tôi nhớ rồi. Tôi cũng đã chuẩn bị số tiền cho ông. Dạ. Và cho người đưa ông ra sân bay để về Sài Gòn. Dạ, tôi sẽ về ngay thôi. Nhưng mà trước khi về và quên hết mọi chuyện, tôi có một câu hỏi muốn hỏi ông chủ. Là trong cái quan tài đó chứa cái gì? Có phải thật là con ma só của thầy Mo không? Nếu không phải là ma, chẳng lẽ là người à? Sao ông hỏi một câu buồn cười vậy? Nói vậy nó đúng là con ma không chủ? Tôi đã trả lời rồi. Tại sao ông hỏi hoài vậy? Tôi nói cho ông biết, tôi có khả năng biết được thân thế của ông, thì tôi không phải là người đơn giản đâu. Ông nên giữ kín cái miệng đi. Tôi biết rồi. Dạ chào ông chủ, tôi về ngay đây ạ. Ủa ba, vậy là ngay từ đầu ba đã biết tên pháp sư này là giả hiệu đúng không ba? Chỉ là một lão thuật sĩ giang hồ chuyên nói láo ăn tiền, chỉ lừa gạt những người thất học mê tín dị đoan thôi. Làm sao mà qua được con mắt tinh đời của ba? Nếu biết hắn ta lừa gạt như vậy, sao ba còn đưa tiền cho hắn, rồi còn bày ra mấy cái trò bắt ma này nọ nữa? Như vậy là con sai rồi. Chuyện bắt ma là có thật, không dớ dẫn như con nghĩ đâu. Tốn một ít tiền mà tiêu diệt được con ma só của A Quan thì cũng đáng lắm. Vậy mà con cứ tưởng là ba không có tin trên đời này có chuyện ma quỷ chứ. Ma quỷ ở đâu thì ba không tin, nhưng trong nhà mình có con ma só thì ba tin. Không phải bây giờ mà nhiều năm trước ba đã thấy nó lấp ló trong nhà mình rồi. Ba, nếu vậy á, tại sao ba không trừ nó từ lâu mà tới giờ ba mới làm, rồi còn bày ra những cái chuyện này, con thấy phiền phức quá à. Ba chưa trừ nó vì nó là một con ma vô hại. Và lại ba không muốn làm phật lòng cái lão già cứng đầu A Quan. Vậy bây giờ ba giải quyết nó để làm cái gì? Bởi vì nó dám phá bữa tiệc sinh nhật của ba. Là con ma só đó phá hả ba? Đúng là nó không sai. Mà thôi đừng nhắc tới chuyện đó nữa. Chuyện ba kêu con theo dõi Kỳ Phương và Lan Trinh tới đâu rồi? Dạ, thì con vẫn theo dõi họ, không rời một bước. Vậy có phát hiện thêm điều gì không? Dạ không. Ngoài chuyện là tổng biên tập hối nộp bài, con thấy họ không có gì là khả nghi hết đó ba. Phải cảnh giác không được lơ là, tập trung cao độ theo sát hai người đó. Chuyện sắp tới hồi kết rồi, ba không muốn bất cứ chuyện gì sơ suất xảy ra. Ba yên tâm, con vẫn luôn theo sát họ mà. Mà con bị cháy thành tro rồi, mà con không có nhà để về. Sao em không dùng phép đoạt hồn khiến cho tâm trí của anh u mê nữa đi? Vì anh là người tốt mà con không hại anh đâu. Giỏi quá vậy. Chỉ mới nhìn mà đã biết người tốt hay xấu rồi sao? Mà con đâu phải nhìn anh lần đầu đâu, mà con nhìn anh nhiều lần lắm rồi.
Anh không những tốt bụng mà anh còn đẹp trai, dễ thương nữa. Mà con buồn hả? Buồn chứ. Nhà mà con bị đốt cháy rồi, sao mà con không buồn được? Mà ma con không hiểu tại sao ông chủ lại muốn giết ma con. Ma con đâu làm hại gì ông chủ đâu. Nếu hôm đó không có anh Kỳ Phương là ma con bị đốt cháy thành sương khói rồi. Anh Kỳ Phương, ma con cảm ơn anh Kỳ Phương. Ma con không cần phải cảm ơn anh Kỳ Phương đâu. Nếu muốn cảm ơn á thì ma con phải cảm ơn dì Hơ Lan mới đúng. Dì Hơ Lan? Ừ. Nếu dì Hơ Lan không dắt anh Kỳ Phương đến hầm để gặp thầy Mo, được thầy Mo đưa cho chiếc chuông nhỏ, thì anh Kỳ Phương cũng không thể nào cứu ma con được đâu. Ma con còn nhớ không? Con chỉ nghe theo lời của người cầm chuông thôi. Mày hãy lấy cái chuông trong túi thủ cầm của tao. Sau khi lấy cái chuông xong, tôi phải làm cái gì nữa? Mày hãy đến bên cái sườn trâu bên cạnh quan tài, xoay nó về bên phải, tự động nắp hòm sẽ mở ra, và nói cho ma con biết ý định của thằng Quân Bảo, rồi tìm cho nó một nơi an toàn và chờ tao. Dạ nói nhiều đâu, cô đi theo tôi. Đi theo anh. Cô thấy gì đây không? Thấy rồi, mà con sẽ nghe theo lời của anh. Đi đi mau. Ông Mảnh đang trên đường tới đây, không có thời gian đâu. Không thể để cho ông phát hiện tụi mình ở đây được. Nhưng mà anh Kiều Phương muốn đi đâu? Đi về phòng của tôi. Đi. Vàng ơi, tưởng gì, về phòng anh hả? Mà còn có một con đường bí mật không ai biết đâu. Ê, cô nói con đường bí mật nào? Tôi có thấy đâu. Đây nè. Ở đây à? Ừ. Đây. Ừ. Ừ. Bây giờ anh mới biết là ở trong tủ đồ anh nó có một cái đường hầm bí mật dẫn từ phòng anh đến nhà của A Won á. Không ai biết đâu, chỉ có ma con biết thôi.
Con đường đó là thầy Mo chỉ cho ma con từ nhỏ. Ngay cả ông Quân Bảo cũng không biết luôn. Đúng rồi, thầy Mo dặn ma con á là chỉ bước ra khỏi quan tài khi mà nghe tiếng chuông thôi. Thầy Mo còn dặn á là phải bắt hồn những ai mà đến gần quan tài. Bữa đó nếu như anh Kỳ Phương mà không có cái chuông á là ma con bắt hồn anh Kỳ Phương, anh Kỳ Phương nằm trên in một đống rồi. Rồi, anh Kỳ Phương biết tài bắt hồn của ma con rồi, ma con không cần giới thiệu đâu. Làm như anh Kỳ Phương chưa bị lần nào vậy. Tại bữa đó ma con thích đi chơi với anh Kỳ Phương á, nên ma con bắt hồn anh. Nhưng mà ma con không có làm hại anh đâu, ma con chỉ thích chơi xích đu với anh thôi à. Không có hại, nhưng mà chỉ bỏ người ta nằm ngoài hoa viên cả đêm thôi. Suýt chút nữa là anh Kỳ Phương bị cảm lạnh mà chết rồi đó. Ma con xin lỗi. Anh Kỳ Phương đừng giận ma con nha. Lần đầu anh Kỳ Phương tha cho đó. Dạ, bây giờ mình đi chơi xích đu được không? Trời đất, nửa đêm khuya như vậy, một người một ma, ngồi chơi xích đu lỡ người ta bắt gặp thì sao? Ma con không sợ đâu, mà còn biết chỗ này kín lắm, ở trong nhà lớn nhìn ra không có thấy đâu. Nhưng mà lỡ như có ai ra bất tử thì sao? Nửa đêm á, ở trong nhà lớn ai cũng sợ ma hết, không có ai dám ra ngoài đâu. Hay là anh Kỳ Phương cũng sợ ma đúng không? Sợ chứ, ma ai mà không sợ. Không có sợ, không được sợ. Ai cho anh Kỳ Phương sợ ma vậy? Ma con là ma nè, anh Kỳ Phương không được sợ ma con. Ma con đâu làm hại với anh Kỳ Phương đâu mà anh Kỳ Phương sợ. Anh Kỳ Phương kỳ quá à. Anh Kỳ Phương đừng nhìn ma con kiểu đó nữa. Anh Kỳ Phương mà nhìn ma con như vậy á, hai cái má của ma con nó nóng rần rần lên luôn á. Nhưng mà anh thích nhìn má của ma con nóng rần rần lên vậy á. Má nóng rần rần á thì có gì đâu mà thích. Tại vì mỗi lúc như vậy nhìn ma con đẹp lắm. Anh Kỳ Phương nói thiệt không? Thiệt. Đó giờ á, không ai khen ma con đẹp hết á, có mình anh Kỳ Phương khen ma con đẹp thôi à. Anh thiệt là tốt bụng á, không uổng công ma con thích anh. Ma con thích anh hả? Ừ. Ma con thích anh hồi nào? Thì thôi không nói đâu, kỳ cục lắm. Thôi tối rồi, anh Kỳ Phương về phòng ngủ đi, ma con đi chơi. Thầy Mo đã dặn á là anh phải bảo vệ cho ma con, nên anh không thể nào để ma con đi lung tung như vậy được. Hơn nữa ông Quân Bảo đã tưởng là ma con đã chết rồi, để ông Quân Bảo bắt gặp ma con á không hay một chút nào đâu. Nhưng mà bây giờ nhà của ma con bị đốt cháy rồi, thầy Mo thì bị ông Quân Bảo bắt ở trong nhà lớn, không cho về nhà nữa. Nhà thầy Mo bị ông Mảnh với mấy người kia phá lung tung rồi. Bây giờ ma con không có nhà để về. Vậy về phòng anh đi. Về phòng anh hả? Ừ. Ma con chịu không? Chịu chứ. Vậy thì mình đi luôn đi. Ừ, đi. Đi thôi. Không được rồi, phải tách con bé này ra khỏi thằng Kỳ Phương mới được. Đã quá à.
hả con? Dạ. Anh vừa mới dọn xong cái tủ đồ rồi đó. Nếu như mà có động tĩnh gì mà con trốn vô trong đó hoặc chui xuống đường hầm nghe chưa? Dạ, mà con biết rồi. Làm con người sướng quá ha. Anh thì nghĩ làm ma sướng hơn đó chứ. Ơ, ma có gì đâu mà sướng. Thì mình làm ma mình được đi mây về gió, rồi được hù nhát người ta, làm người ta sợ chết khiếp. Ma con không thích nhát người ta đâu, mà còn thích làm con người, để được tự do đi lại dưới ánh mặt trời, được mặc áo đẹp nữa, được tô son phấn giống như chị Bích Hà vậy đó. Với lại được nói chuyện với anh Kỳ Phương nữa. Mà con thích nói chuyện với anh Kỳ Phương dữ lắm hả? Còn hỏi nữa, thích muốn chết luôn á. Thích muốn chết luôn hả? Thích làm sao? Nói anh Kỳ Phương nghe coi. Thôi, không nói đâu. Sao không nói? Lỡ nói anh Kỳ Phương cười sao? Mắc cỡ lắm, thôi không nói đâu. Anh hứa, anh Kỳ Phương không có cười đâu. Vì anh Kỳ Phương đẹp trai, lại tốt bụng nữa. Đẹp trai thì đúng rồi đó. Còn tốt bụng thì sao mà con biết là anh Kỳ Phương tốt bụng? Thì mà con thấy anh Kỳ Phương cứu con gấu, rồi còn đi cứu con khỉ của chú quỷ nữa. Ủa, cứu con khỉ hả? Ừ. Nói vậy là con khỉ đó là của chú quỷ sao? Dạ, đúng rồi. Mà con, có phải chú quỷ giết con của bà Ca Thi và già làng đúng không? Mà con cũng không biết nữa. Nhưng mà con thấy chú quỷ hiền lắm, giống như ma con vậy đó. Nên ma con nghĩ chú quỷ không có giết người đâu. Vậy thì ai giết? Sao ma con biết được? Mà anh Kỳ Phương, anh buồn ngủ chưa? Cũng hơi hơi rồi đó. Trả giường cho anh Kỳ Phương á. Anh Kỳ Phương ngủ đi. Ma con vô tủ ngủ đi. Cái tủ đó nhìn thì cũng giống như cái quan tài vậy đó. Nhưng mà cái quan tài á thì nó nằm, còn cái này nó đứng. Mà con không có quen ngủ đứng. Nhưng mà không sao đâu anh Kỳ Phương. Cảm ơn anh Kỳ Phương nha. Mà con chưa vô tủ ngủ nha. Ừ, mà khoan đã. Dạ. Nghe anh Kỳ Phương dặn nè. Từ nay trở về sau á, không có được đi lung tung nghe chưa? Ông Quân Bảo mà bắt được là chết giọng đó. Dạ, mà con biết rồi. Ừ. À, con nữa. Đợi anh chút. À, khi nào mà nghe anh Kỳ Phương lắc chuông á thì mới được ra, hiểu chưa? Như vậy nè. Mà con hiểu rồi. Anh Kỳ Phương đi ngủ đi. Ừ. Bây giờ mình mới biết vì sao các thư sinh trong truyện Liêu Trai gặp ma không sợ một chút nào hết. Ủa, anh Kỳ Phương kêu ma con hả? Như vậy mới gọi là kêu nè. À, ma con biết rồi. Hiểu chưa? Dạ, anh Kỳ Phương ngủ đi. Ừ. Chưa bao giờ anh cảm thấy thoải mái như bây giờ. Có cảm giác giống như tìm lại chính mình sau bao ngày đánh mất. Vậy anh tin lời của em chưa? Chạm vào đất, ngồi trên cỏ, để cơ thể và tâm hồn hòa thành một với thiên nhiên, sẽ cảm thấy rất là tuyệt vời đúng không? Ừ. Khi còn là cậu bé, anh thường trốn ba vào rừng để tập vẽ. Anh thường đi chân trần,
nằm lăn trên cỏ, ngửa cổ nhìn bầu trời qua tàn cây rậm, lắng nghe tiếng chim hót, thả hồn mơ mộng. Những lúc đó anh còn ước có một cô tiên xinh đẹp dịu dàng xuất hiện ngồi cạnh bên anh. Em đã thấy cảnh đó trên tranh vẽ của anh rồi. Cô tiên của anh rất là đẹp, nhưng mà em sẽ không ghen đâu. Em không cần phải ghen đâu, bởi vì cô tiên đó trong lòng anh bây giờ là em đó. Anh thôi đi, anh đừng có giả bộ. Làm sao mà em đẹp bằng cô tiên của anh được? Anh xin thề, anh không hề giả bộ. Em còn đẹp hơn cô tiên nữa. Em không chỉ đẹp về hình thức bên ngoài, từ trong tâm hồn, từ trong suy nghĩ, em như một cô tiên soi sáng tâm hồn anh. Nếu mà không có em, đến bây giờ anh vẫn nghĩ mình là một kẻ phế nhân, một kẻ vô dụng. Nói như vậy là anh đã chịu nghe lời em ra nước ngoài chữa bệnh rồi đúng không? Là nửa anh muốn đi, nửa còn lại anh không đành xa em đó. Anh ra nước ngoài chữa bệnh có vài tháng thôi về, làm như anh đi luôn á mà sợ. Đối với anh bây giờ, xa em một chút anh chịu còn không nổi, huống hồ về vài tháng. Phải chi em đi nước ngoài với anh thì hay biết mấy. Hay là để em về nhà, em thuyết phục cô Hơ Nê thử. Thật sự là để anh đi một mình á, em không có yên tâm. Anh nói chơi thôi, em đừng tự làm khó mình nữa. Với lại anh cũng không muốn vì chuyện của anh mà em bị cô Hơ Nê la mắng. Con ma xó chỉ là một bước khởi đầu. Để tao cho mày thấy, tao không bao giờ nói suông. Khôn hồn thì mày hãy tập trung vẽ đi, vẽ cho ra tấm bản đồ đó, và đừng có giở trò với tao. Bằng không, tao sẽ tiễn những người thân yêu nhất của mày rời khỏi thế gian này một cách nhẹ nhàng nhất. Mày hiểu ý của tao rồi chưa? Mày muốn giết tao lắm hả? Cho dù tao có hận mày đến tận xương thủy, tao sẽ không bao giờ giết mày chết bẩn tay của tao. Thứ độc ác cầm thú như mày, trước sau gì cũng bị quả báo. Mày sẽ bị thần linh trừng trị, lời nguyền kia nhất định sẽ thành sự thật. Trừng trị, lời nguyền, những thứ đó không bao giờ được đâu. Không bao giờ, không bao giờ có một thế lực nào ngăn cản tao hoàn thành tâm nguyện được cả. Còn tao, với tất cả lòng tôn kính với thần linh, còn mày, mày sẽ không bao giờ đạt được ý nguyện. Cho dù mày có được tấm bản đồ với đầy đủ chi tiết, vậy thì mày hãy mau hoàn thành tấm bản đồ này đi, rồi mày chống mắt lên nhìn tao hoàn thành ý nguyện như thế nào.
cô ơi, sao cô không vô nhà nghỉ ngơi đi? Con thấy cô ngồi đây cũng lâu rồi đó. Cô muốn ngồi đây một chút, con ngồi xuống đi. Mấy hôm nay mình có qua nhà Lân không? Dạ, từ lúc mà cô cấm đoán thì con đã không qua lại bên nhà đó nữa rồi. Mì có gặp thầy A Quang không? Hình như mấy bữa nay ông ấy không đi giao rừng hái thuốc nữa. Cô nhắc thì con mới nhớ. Đúng rồi, 3 ngày rồi thầy A Quang không có đi ngang nhà mình. Ngày nào ông ấy cũng đi ngang nhà ta để giao rừng hái thuốc. Đã 3 ngày không thấy bóng dáng. Mi không thấy lạ hả? Con thấy rất lạ. Nhưng mà không phải là chuyện thầy A Quân không đi ngang nhà mình, mà là gì cô có thái độ quan tâm lo lắng thầy A Quân đó. Có phải mấy ngày không gặp cô đã thấy nhớ thầy A Quân đúng không cô? Mi đừng nói bậy. Ta không bao giờ nhớ cái người bồi bạc dông tình phù nghĩa ấy. Lần nào nói tới thầy A Quân, cô cũng giận, cô cũng la thầy là người dông tình phụ nghĩa. Nhưng con có thấy thầy dông tình hay phụ bạc gì cô đâu. Giờ thầy vẫn ở vậy một mình, có vợ con gì đâu. Mì không biết gì hết thì đừng binh vực ông ấy. Cô không kể thì làm sao mà con biết được. Cô kể cho con nghe chuyện tình của cô với thầy Mo đi. Ngày xưa hai người yêu nhau sâu đậm lắm đúng không cô? Sâu đậm cái đầu của Mi ạ. Mấy hôm trước á, thầy A Quân có đưa cho con một món vật. Rồi thầy nói với con mấy câu con nghe lạ lùng lắm. Ông ta đưa cho Mi vật gì? Nói những câu lạ lùng gì? Con sẽ nói nếu như cô chịu kể cho con nghe. Kể cái gì? Thì kể tiếp chuyện tình của cô và thầy A Quân đó. Để coi, nếu như con nhớ không lầm á thì cô đã kể tới cái đoạn cô và thầy vào rừng và bị bọn cướp bắt, xong rồi trói lại ở trên gành đá. Khi đó thầy có nói với cô một câu là nếu như mà thoát được thầy sẽ cưới cô đúng không? Không phải chỉ có một lần đó thôi đâu. Vậy là sau đó thầy có nói thêm một lần nữa đúng không cô? Cô, là lần nào vậy? Cô kể cho con nghe đi. Đi cô. Anh A Quang, chuyện hôm bữa ở trong rừng A Quang nói với Hene, A Quang có nhớ không? A Quang nói gì với Hene? Vậy thôi, coi như A Quân chưa nói gì. Hane, đi hái thuốc đây. Hane, là chuyện cưới Hane đúng không? Tưởng đâu quên rồi chứ. A Quân đã hứa rồi, là sẽ không bao giờ quên đâu. Cứ đợi tất cả mọi chuyện xong xuôi hết, A Quân sẽ nói với ông nội qua bên nhà hỏi cưới Hane. A Quân kỳ quá. Hên ơi, có đồng ý đâu mà tự nhiên qua nhà người ta vậy. Đi thôi. Vàng ơi, không ngờ là thầy Mo lại lãng mạn tới như vậy. Nhưng tại sao thầy Mo và cô lại không cưới nhau? Có chuyện gì xảy ra hả cô? Không có chuyện gì. Là ta không đồng ý cưới con người bồi bạc tham sang phù kho đó. À mà quên, chuyện Mi nói sẽ cho ta biết là chuyện gì. Dạ, hôm trước á, thầy A Quân có đưa cho con một cái túi. Thầy nói với con á là chỉ được mở ra khi thầy đi vắng. Con không biết được là trong túi có chứa cái gì, nhưng mà mặt thầy rất là nghiêm trọng. Bây giờ cái túi đó ở đâu? Dạ, con cất kỹ ở trong nhà. Vô lấy cho ta. Không được đâu cô ơi,
Thầy nói là cái túi không được cho ai xem, cũng không được mở ra khi thầy còn ở đây. Ông ấy mất tích đã mấy ngày rồi, bây giờ mới không mơ ra, lỡ có chuyện gì thì biết tính làm sao. Cô nói cũng phải. Nhanh đi lấy cho ta đi. Dạ. Dạ chào cô. Mai Trâm, hai người đã nói gì với nhau vậy? Chờ con tham gia với. Có nói gì đâu, cô với chị chỉ bàn về mẫu thổ cẩm mới thôi à. Tới không đúng lúc chút nào hết. Dạ, còn tới đem tin của thầy Quân cho mọi người. Thầy Áo Quân, ông ấy bị làm sao? Ta chỉ hỏi vậy thôi, chứ không có ý gì hết. Con cũng đâu có nói gì đâu. Cô có ý thì cũng đâu có sao đâu cô. Dạ, thầy Quân vẫn ổn. Thầy kêu con tới gặp cô với mọi người để cho cô với mọi người yên tâm. Thầy còn nói với con là mọi chuyện sắp kết thúc rồi. Những gì mà thầy hứa, thầy sẽ không quên. Thầy sẽ không bao giờ quên. Thầy nhớ, cho nên là cô yên tâm nha. Lời hứa? Hứa cái gì? Dạ, cái đó thầy kêu con nói thì con nói lại thôi, con đâu biết đâu. Cô ơi, nếu mà mình đã biết tung tích của thầy A Quân rồi á, vậy mình khỏi mở cái túi đó ra nha cô. Tổng biên tập Thắng ơi, anh sẽ không ân hận khi đã cấp phép nghỉ dài hạn cho thằng em này đâu. Phóng sự điều tra lần này, em tin chắc rằng tạp chí Môi Trường của mình sẽ dẫn đầu bản in. Rồi đây á, anh sẽ cảm thấy tự hào về thằng em của anh. Anh Kỳ Phương, anh nói chuyện với ma con hả? Đâu có. Ủa, vậy chứ anh nói chuyện với ai vậy? Anh tự nói một mình đó chứ. Ủa, trời ơi. Hả? Sao tự nhiên ma con ra đây làm gì vậy? Ma con không sợ hả? Đây là ban ngày mà. Ma con biết rồi. Trời ơi, biết còn ra đây làm chi nữa? Bộ em không sợ mặt trời hả? Ở đây trong phòng kín lắm, không có mặt trời, ma con không có sợ đâu. Với lại á, ma con chỉ quen ở trong quan tài thôi à, không có quen ở trong tủ. Ở trong tủ vừa buồn vừa đói bụng nữa. Ma con đói bụng hả? Thường ngày á, thầy mo cho ma con ăn, còn không á thì tối ma con chạy vô rừng, chú quỷ cũng cho ma con ăn à. Dù cô ấy có là ma thì cũng là một con ma thật dễ thương. Ủa, mà sao hai bữa nay ma con không thấy thầy mo đâu hết vậy? Mấy bữa nay thầy mo kẹt công việc nên mới giao ma con lại cho anh Kỳ Phương chăm sóc á. Ma con đói bụng dữ lắm rồi phải không? Ừ. Chờ anh Kỳ Phương chút nha. Dạ. Nè, ma con ăn đi. Cái này là cái gì vậy? Sao vậy? Ghê quá à. Người ta ăn ở bên trong mà. Sao? Ngon không? Ngon. Coi vậy mà ngon quá ha. Ngon vậy ăn hết đi. Anh Kỳ Phương làm việc tiếp nha. Anh Kỳ Phương. Anh Kỳ Phương làm gì vậy? Thì anh Kỳ Phương đang làm việc. Làm việc? Làm việc chi vậy? Tại sao phải làm việc vậy? Thì là con người mà, ai cũng phải làm việc hết. Sao ta? Làm việc là để có tiền nè, vừa nuôi sống mình, nuôi sống gia đình, mà còn giúp ích cho đời nữa. À, mà con biết rồi. Hehehe
Mà con cũng làm việc, mà con cũng muốn giúp ích cho đời. Hả? Mà con. Dạ. Mà con lấy cái này ở đâu vậy? Shhh. Anh Kỳ Phương đừng có nói lớn. Cái này á, mà con lấy của chị Bích Hà á. Bữa trước anh nghe Bích Hà nói là có bị mất cái iPad, thì ra là mà con lấy. Mà con lấy á. Nè, lấy đồ mà chưa được sự đồng ý của chủ nhân á, như vậy là xấu. Mà con mượn xong mà con trả lại mà. Mà con không có hư đâu, không có xấu đâu. Để có thể biết được chuyện gì xảy ra với em, em có quay phim lại. Nhưng mà tiếc là cái iPad bị mất rồi. Nếu không thì em đã biết chuyện gì đã xảy ra với em vào đêm hôm đó. À, mà con nè. Dạ. À, vậy anh giữ cái iPad này nha. Cái này gọi là iPad hả? Ừ, để anh giữ, rồi anh đưa lại cho Bích Hà. Dạ. Trời ơi, đang lúc cần mà hết pin. Ủa, hết pin là sao vậy anh Kỳ Phương? À, hết pin là... Anh Kỳ Phương, anh Kỳ Phương ơi, mở cửa cho em. Bà con. Hả? Em vô tủ trốn lẹ đi. Nhanh lên. Anh đi đó. Đi. Phương. Đi. Em nè, mở cửa cho em nhanh lên. Làm gì mà lâu quá vậy? Nè, em nghe anh nói chuyện với ai phải không? Đâu có. Nói chuyện với ai đâu, anh lẩm bẩm mình vậy mà. Một mình hả? Ừ. Ồ, mà sao mấy bữa nay em thấy anh ở trong phòng suốt vậy? Sao không ra ngoài xíu đi? Anh anh đang muốn tập trung viết cho xong cái bài phóng sự để gửi về tòa soạn. Thiệt không đó? Anh nói thiệt chứ. Nói xạo em làm gì? Nói thiệt nha. Hình như em có cảm giác là anh giấu em gì đó đó Kỳ Phương. Đâu có giấu em gì đâu. Thì có một con ma trong tủ chứ gì. Ờ, thôi anh làm việc tiếp nha. Cô suy nghĩ như vậy là rất đúng. Bà rất là vui mừng khi cô chịu ra nước ngoài chữa trị. Từ trước tới giờ con chưa từng xin ba chuyện gì. Nhưng trước khi đi, con muốn xin ba một chuyện. Không phải là một chuyện, mà rất nhiều chuyện ba cũng đồng ý. Con nói đi, giữa cha con mình không có gì là khách sáo hết. Chuyện con sắp sinh, có lẽ ba khó chấp nhận. Không có gì là khó chấp nhận hết, con nói đi. Con muốn xin ba cho con cưới vợ. Cưới vợ? Đây là điều đáng mừng mà. Con muốn cưới ai? Nói cho ba nghe. Dạ cảm ơn ba. Con muốn vợ con sẽ cùng con theo ra nước ngoài để chữa trị. Cô ấy sẽ chăm sóc cho con. Như vậy là càng tốt chứ sao. Bây giờ con muốn cưới ai? Ba sẽ lập tức sang nhà hỏi cưới cho con. Dạ cảm ơn ba. Người con muốn cưới đó chính là Mai Trâm. Con nói ai? Dạ là Mai Trâm, cô y tá chăm sóc cho con bữa giờ đó ba. Không được. Sao lại không được hả ba? Nhưng con đã yêu Mai Trâm rồi. Ngoại trừ Mai Trâm, con có thể yêu bất kỳ ai trong cái bản tình này. Nhưng tất cả những cô gái trong làng này, chỉ có một mình Mai Trâm là con yêu và muốn cưới làm vợ. Không được. Ba cho con lý do thuyết phục hơn đi ba. Không có lý do gì hết. Ba, con đã lớn rồi. Con tự quyết định cuộc đời con. Ba không cho con cưới
con sẽ tự mình cưới. Không được là không được. Ba à. Giờ cũng khuya rồi, cô vô nhà nghỉ đi, sương xuống lạnh lắm đó. Ta dệt thêm chút xíu nữa, mi vô ngủ trước đi. Dạ. Có chuyện gì hả? Con có chuyện muốn thưa với cô. Là có chuyện gì? Cô ơi, nếu mà có ai muốn cưới con á, thì cô có gả không cô? Sao lại không gả? Mi hỏi là có con gái lớn ở trong nhà, không gả để làm mâm hả? Nói ta nghe, ai muốn cưới con? Ai? Ai? Dạ. Thằng khôn Đông Quân đúng không? Không được. Cô, nhưng mà cô mới nói là cô sẽ gả con mà. Trong làng này đứa con trai nào cũng được, trừ thằng Đông Quân. Cô, sao cô lại cấm cản con đến với anh ấy? Có phải là gì? Anh ấy bị liệt ở chân đúng không cô? Cô ơi, con sẽ cố gắng thuyết phục anh ấy qua nước ngoài chữa bệnh. Cô đồng ý nha cô. Không được. Dù hai chân nó lành lặn, dù nó tốt như thế nào cũng không được. Nhưng mà con yêu anh ấy. Cô đánh con. Tại sao cô không cho con đến với anh Quân? Cô cho con một lý do chính đáng đi, con nghe lời cô đi. Mi hỏi ông A Quân đi, xem ông ấy có bằng lòng cho Mi và Đông Quân đến với nhau không. Nếu ông ấy đồng ý, ta cũng đồng ý. Cô nói thiệt á cô? Con xin lỗi, con đã không lập trọn lời uy thác của mọi người. Con đã không dày dồ mài trăm như lời đã hứa, để nó đem lòng yêu con của kẻ thù không đôi trời chung. Mọi người trên trời có linh thiêng, hãy soi đường cho nó. Đừng để nó mù quáng yêu thương, u mê, không phân biệt được đúng sai, thù bạn. Dạ, anh yên tâm, em nhớ nhiệm vụ mà, luôn theo sát không rời nửa bước. Chắc là tổng biên sắp nhận được bài viết rồi đó, ráng chờ xíu nữa nha. Alo, alo tổng biên. Trời ơi, chán ghê. Sao mất sóng hoài vậy ta? Chị Trinh. Hả? Chị làm gì ở đây vậy? Nó nghe nè, chị hỏi này cái.
Sao đây sống yếu quá vậy em? Có một cuộc nói chuyện mà chị gọi nó giờ cái chục cuộc nó hoài không xong luôn đó. Nói có mấy câu là mất sống à? Thì đúng rồi, ở đây rừng núi rậm rạp như vậy mà sống yếu lắm. Bộ có chuyện gì quan trọng hả? Có. Chị với anh Kỳ Phương càng bị tổng biên hối gửi bài viết về. Mà sống như vậy không biết gửi làm sao nữa. Ủa chị, từ bữa giờ anh Kỳ Phương vẫn viết bài và gửi về tòa soạn hả? Phải viết chứ em, không biết làm sao mà yên với tổng biên được. Nhưng mà mấy ngày trước thì chị thấy sống ổn định hơn. Chị, anh Kỳ Phương á gửi bao nhiêu bài rồi vậy? Làm gì nhìn em? Thì tại vì em rất là thích những bài viết của anh Kỳ Phương, cho nên em mong ảnh ra sớm để cho em đọc chứ có gì đâu. Đừng có hiểu lầm nha. Chị có hiểu lầm gì đâu. Anh Kỳ Phương bữa giờ là đang viết về nàng chảy máu rừng. Cũng được vài số rồi, nhưng mà tổng biên có vẻ chưa được hài lòng lắm. Với lại chị cũng biết là tổng biên đang quan tâm tới câu chuyện lời nguyền lúc không giờ hơn. Bộ anh Kỳ Phương tính được cái lời nguyền này lên báo hả chị? Quên, bữa giờ chưa nói với em chuyện này. Lúc mà chị với lại anh Kỳ Phương nói với tổng biên về lời nguyền lúc không giờ là tụi chị chưa có biết em, cho nên là không sao đâu. Những cái chuyện mà ly kỳ á thì lúc nào cũng hút nhiều người đọc hơn. Với lại em nghĩ cái chuyện lời nguyền này á, nó chỉ là truyền thuyết, truyền miệng vậy thôi à, không có thật đâu. Tụi chị làm báo, tụi chị hiểu nguyên tắc mà. Những câu chuyện có liên quan tới người trong cuộc thì trước khi phát hành tụi chị phải xin ý kiến. Ví dụ như em và chú Quân Bảo hai người phải đồng ý thì tụi chị mới gửi cho tòa soạn được. Em nói vậy thôi chứ bây giờ chị cũng thấy rồi đó, báo á mà muốn có nhiều người biết tới, nhiều người đọc hơn thì cái đó gọi là câu view á. Người ta thường đăng những cái tin rất là giật gân luôn, mà nhiều tin còn sai sự thật nữa kìa. Nhưng mà cái đó là những báo không chính thống, không phải là báo của tụi chị. Mà tự nhiên chị em mình nói chuyện báo chí làm gì cho nhức đầu ha. Chị, anh Kỳ Phương đâu rồi? Sao mấy hôm nay em không thấy anh đi dạo vậy? Kỳ Phương bận lắm em, bữa giờ bị hối gửi bài về đó, cho nên ráng tập trung viết cho nhanh, bận lắm. Ảnh viết bài nhiều như vậy, sống thì chập chờn, cũng có gửi về được đâu chị. Chắc là làm theo cách cũ rồi, chép qua USB ra thị xã, in ra rồi chuyển phát về. Vậy thì cực lắm luôn á. Ý, ở nhà em có máy in mà, quên mất ha. Bây giờ chị cần gì chị cứ nói, xong rồi in ra đưa cho bưu điện, người ta giao về tận Sài Gòn luôn. Trời ơi Bích Hà, cảm ơn em nha. Nhà em cái gì cũng có hết trơn á. Chị cũng nhẹ nhõm phần nào. Anh Quân ơi, anh Quân có khát nước không? Để em lấy nước cho anh Quân uống nha. Anh không khát. Vậy em sẽ đi lấy giá rẻ ra cho anh. Anh không có hứng đâu. Anh Đông Quân, anh bị làm sao vậy? Mai Trâm à, anh nghĩ kỹ rồi, anh sẽ không đi nước ngoài chữa trị đâu. Ủa, chứ không phải là em với anh đã thống nhất rồi sao? Anh làm như vậy á để gây áp lực với ba của anh. Nếu như ông ấy không cho anh cưới em thì anh nhất định sẽ không chữa trị đâu. Cho dù anh có thuyết phục được ba của anh thì em biết cô Hene sẽ vẫn không cho mình đến với nhau đâu. Tại sao mọi người lại ngăn cản chuyện tình yêu của anh với em chứ? Anh thật không hiểu nổi. Em nghĩ là trong chuyện này có điều gì đó không bình thường. Ngay từ đầu á, em xin cô đến chăm sóc cho anh thì cô đã phản đối rất kịch liệt. Em có cảm giác là cô đang giấu mình một chuyện gì đó rất là nghiêm trọng. Đúng rồi, anh cũng có cảm giác đó khi nói chuyện với ba của anh. Nhưng mà họ đang giấu chuyện gì chứ? Tại sao lại giấu? Tiếc là đôi chân của anh không đi đứng được, chứ không anh sẽ tìm ra câu trả lời.
Nhưng mà bây giờ chỉ có một người có thể cho ta được câu trả lời mà thôi. Lại đó là thầy Mo A Quân. Thầy Mo? Và cũng chỉ có thầy mới giúp được mình chuyện này. Em nhớ là cô Hene có nói với em, nếu em thuyết phục được thầy Mo cho mình cưới nhau thì cô sẽ không ngăn cản nữa. Cô Hene nói vậy thiệt hả? Ừ. Vậy thì tốt rồi, anh sẽ đến gặp thầy Mo. Nhưng mà còn ba của anh? Phần của ba anh á, em không cần phải lo. Anh đã lớn rồi, trưởng thành rồi, anh có quyền quyết định cuộc đời mình. Em yên tâm đi.